nha. Thì em để qua từng mời hai cái bạn đó đi uống cà phê đi ăn bữa nha, để tỏ lòng biết ơn nha. Không biết ai luôn, đó là không biết ai, anh chưa biết ai nữa, nghe nói lại thôi. Thế đó là bạn nào vừa bữa nào anh mời nha. Đó, đó. Đó, đó. Nó nghe mời nó thì hôm bữa bữa đi Cần Thơ á, thì sau khi mà nghe báo cáo cái bài hôm nay á, thì lớp mình đã có một cái sau khi báo cáo một cái phần mà em ra là lớp mình có cái thắc mắc là tại vì khi đi nghe báo cáo thì mới thấy thực tế nó được chuyện làm đúng không? Ngay lập tức các bạn nghe về an toàn em ra phải không? An toàn em ra và nói về cái gì, cái máy tạo gì? Thì trong chỉ định ở trong cái bài em ra mà khi mình chạy báo cáo á thì là nói là sao? Chống chỉ định tương đối phải không? Là máy tạo nhiệt nó cũng nằm trong đó luôn, có nghĩa là chống chỉ định nhưng mà tương đối. Vì lúc mà anh nói về cái các thiết bị về chống chỉ định á, anh thường là nói với kỹ thuật viên là chống chỉ định tuyệt đối là cái máy tạo nhiệt. Bởi vì cho đến ngày hôm nay có một duy nhất là một cái hãng máy nó tạo được một cái máy vô được trong máy drive thôi, còn tất cả những hãng máy khác cũng không có vô được. Cho nên là làm sao mình biết được, phải không? Chứ vậy mình đâu có tự ý cho vô được đâu, phải không? Rồi mình đem nó muốn vô phải sao? Phải có cái đội ngũ mà cái người nào mà chịu trách nhiệm cho cái máy tạo nhiệt đó, có nghĩa là bệnh nhân phải tự liên hệ với cái đơn vị mổ và đặt cái máy tạo nhiệt đó, xác minh cho mình biết là cái máy đó loại gì. Thứ nhất, thứ hai, cái người kỹ sư quản lý máy đó phải đến phòng MRI cùng giờ với bệnh nhân đó để kích hoạt chuyển cái chế độ chụp, có nghĩa là MRI mod. Có nghĩa nói chung là tắt cái máy tạo nhiệt đó. Lúc đó bệnh nhân sẽ được ngưng kích sóng tạo nhiệt trong một thời gian mình trong ra khoảng 10 phút. Sau đó người kỹ sư ngồi chờ ra để mở lại cái máy đó trở lại hoạt bình thường lại. Phải không? Mở là các bạn đặt câu hỏi là anh là hiểu câu hỏi nhưng mà khó cho chị Như, có chờ đẩy cái chỗ là chị Như cũng không trả lời được luôn. Có nghĩa là các bạn hỏi một câu là trong thời gian tắt cái máy đó có an toàn cho bệnh nhân không? Hiểu ý em nói không? Có nghĩa là bây giờ đang được tạo nhiệt bởi máy tạo nhiệt, bây giờ các bạn tắt cái máy đó cho người ta vô thì như vậy có an toàn cho người máy muốn đó không? Ai chịu trách nhiệm? Anh hiểu là các bạn muốn hỏi như vậy, nhưng mà thật ra bên kia người ta cũng có cáo cái bài đó là sơ lược, người ta nói qua thôi chứ người ta cũng không có đảm bảo được cái đó. Đơn vị đặt máy tạo nhiệt mới là người chịu trách nhiệm cho bệnh nhân, lúc đó họ sẽ có mặt tại phòng MRI với mình, có chuyện gì đơn vị đó mới là người xử lý, còn họ mới là người ký giấy cho mình đưa bệnh nhân vô phòng ra, chứ không phải là mình ký giấy. Bệnh nhân ký giấy cam kết và cái đơn vị nó ký vô cái giấy để cho mình đưa bệnh nhân vô phòng ra. Cho nên có chuyện gì ai chịu trách nhiệm? Cái đơn vị đặt máy tạo nhiệt, đơn vị ngay vô cái mặt đó. Cái thứ hai là cái vấn đề về cái hôm bữa khi mình đi mình sẽ nghe được cái cách xóa. Anh có đặt câu hỏi về cái xóa tín hiệu của chúng lực đó, nhớ không? Vì ở đây anh dạy các bạn là cái kỹ thuật là chụp MRI vú mà để xóa cái túi ngực á, mình xài hai cái chữ xung, là một cái là silicon sensitivity và một cái là silicon suppress. Thì ở trong bài á, em nếu đọc bài các em sẽ thấy là anh có giải thích ở đây cái kỹ thuật anh sử dụng là anh sử dụng một cái chuỗi xung T2 xóa nước và xóa mỡ, được chưa? Nhưng ở Chợ Rẫy người ta không có xài chuỗi xung đó mà người ta xài là chuỗi xung T1 xóa mỡ IR. Có nghĩa là người ta xài một kỹ thuật xóa mỡ khác, xóa silicon xóa khác. Cho nên lúc đó người ta sẽ dùng một cái T mà người ta hàng định bên Chợ Rẫy là 500. Thì do cái này là hãng cung cấp là cái thời gian T1 của cái silicon là 500. Trên máy 3 tức là còn máy 1, cái 5 tức là chỉ có 400 đến 450 thôi. Cho nên nếu mà xài 1 cái 5 tesla, nếu xài chuỗi xung đó bắt buộc mình phải để cái IR ở mức độ là 400 đến 450 muốn để như thế trong cái khoảng đó. Vậy thì mình á có đi hội nghị, có nghe các bệnh viện báo cáo thì mình mới thấy được là từ cái lý thuyết mình đang học ở trường ra cái thực tế nó thay đổi rất nhanh. Các bạn biết tại sao nó thay đổi không? Thì anh hay nói nhờ khoa học công nghệ, khoa học kỹ thuật, đúng không nè? Hiện bây giờ trong kỹ thuật chụp MRI người ta sợ nhất hai cái gì? Anh luôn nói các bạn, người ta sợ có hai thứ đó thôi.
1. Sợ kim loại. 2. Sợ chuyển động. Phải không? Sợ giống như kiểu sợ phụ nữ vậy. Có nghĩa là cứ ẹo vô thì nhéo nhéo thấy sợ đó. Mấy người đó khó chụp lắm. Vô cứ nằm những chiếc qua lại hoài. Lại vậy đó. Nhưng ở trong cái kỹ thuật dùng membrane bụng á thì Siemens vừa rồi nó có quảng bá đó, nó qua một cái máy mới tại bệnh viện Tâm Anh, nó xài cái kỹ thuật mới đó, cái chuỗi xung mới nó cho bệnh nhân thở bình thường trong quá trình chụp luôn này. Lúc đó cái gan nó cứ di chuyển bình thường, cứ thở bình thường và cái máy nó dẫn chụp ra được nguyên cái bộ xung 3D của cái dynamic gan không bị rung động luôn. Đó là bài của bạn Tuệ là báo cáo về cái kỹ thuật chuỗi xung. Thì các bạn thấy không, vậy thì thật ra cái kỹ thuật nó sẽ thay đổi, có nghĩa là về mặt chuỗi xung nó sẽ thay đổi vì ngày càng máy tính nó ngày càng mạnh, nó xử lý hình được tốt hơn. Thật ra là nó ghi nhận nguyên cái gan trong quá trình chuyển động lên xuống, nó ghi nhận là 30 cái gan trong đó. Cho nên nhược điểm của chuỗi xung đó là gì các bạn biết không? Hình ảnh của nó đưa ra một khối dữ liệu rất là lớn, xử lý nó lâu hơn. Cho nên nếu mà cái hình ảnh đó, cái chuỗi xung đó nó không thể nào xuất hiện như một máy cũ được, nó chỉ có những máy mới. Máy mới là máy lớn, một chip nó mới, nhưng nó có đủ khả năng để xử lý hết khối dữ liệu đó. Có nghĩa là cái hình gan mà mình nhìn thấy trong MRI đó, thành ra một cái hình nó được tái tạo lại, chứ không phải là cái tín hiệu thật của cái gan phát ra. Ở trong siêu âm, các bạn đặt cái đầu nhờ vô là cái tín hiệu dội lại đó chính là cái tín hiệu của phản âm của cái gan thực tế luôn. Nhưng mà bây giờ trên MRI á, khi cái gan nhúc nhích mà bạn ghi được cái hình đó là máy nó đã ghi hình nguyên cái gan quá trình đây nhỏ đây nhỏ đây nhỏ đây nhúc nhích nó lên xuống vậy đó, nó loại trừ hết cái tín hiệu chuyển, nó tự dựng hình cái gan lại luôn. Có nghĩa là hình ảnh đó là nó mang tính chất ảo nhiều hơn, nó dựng hình lại đó. Đó là vấn đề của nó bây giờ là vậy đó. Nó giống như CT mà ngày xưa là chụp tình bác chứ bắt đầu chuyển qua helical vậy đó. Cái CT helical của mình, các bạn nhìn vô cái xung gốc, xin lỗi cái xung luôn, là cái hình gốc nó sẽ có cái độ nhiễm, nhưng mà cái độ dừng, cái hình dựng lại nó mới đúng. Tại vì cái hình mà hình gốc của CT đã thu nhận bao nhiêu phần trăm dữ liệu? 2/3. Có nghĩa là một cái tấm hình, một cái lát cắt ngang nó chỉ có 2/3 tín hiệu là thật, còn 1/3 còn lại là dự đoán. Cái gan, xin lỗi cái vòng quanh CT, dữ liệu tối thiểu phải là bao nhiêu? Trên 50%. Trên 50% nghĩa là biết tối đa là bao nhiêu. Rồi lúc này anh thấy có vấn đề về lý thuyết đó nha. Có nghĩa là có gì đó về lý thuyết nó không có vững chắc. Và khi mà lý thuyết không vững chắc, mình ra giải về lung lay. Lung lay có nghĩa là ra khi người ta nói, mình không biết người ta nói cái đó dựa trên lý thuyết nào. Ví dụ như khi mình ra mai mốt mình làm kỹ thuật á, đây nè, anh nói với bạn nghe một câu chuyện là hiện bây giờ cái lớp dưới các bạn á, là cái lớp năm thứ 3, 2019 đúng không, là tới 2020. 2020 là đang đi kỹ thuật liên quan công thường. Đó. Các bạn vừa rồi anh thi, anh cho lớp viết một cái hai cái câu. Câu thứ nhất là trình bày ưu thế chụp X quang của phẫu thuật lưng thẳng nghiêng. Cái câu thứ hai là so sánh. Xin lỗi, chiều thế chụp cột sống cổ thẳng nghiêng. Và cái câu thứ hai là so sánh cái chiều thế chụp của cái X quang cột sống trên lý thuyết và trên thực tế tại bệnh viện Đồng Dược cơ sở 1. Thôi cái câu hỏi nó tùm lum đó, nhưng mà bây giờ là anh đọc các bạn nghe, các bạn có biết như thế này. Chiều thế chụp cột sống thắt lưng cho bệnh nhân lên bàn một nữa, nói bệnh nhân tụt quần ra. Nếu quần có móc kim loại, nếu mặt quần không có móc kim loại, nói bệnh nhân không cần tụt quần. Dữ chưa? Thấy dữ chưa? Anh mới điện cho thầy Phương, nhưng mà phải chỉ một đứa nó giết thì anh cảm thấy là căng chỉ anh rồi, đúng không? Bây giờ ba đứa giết, năm đứa giết vậy, giờ có bạn bạn nghĩ sao? Ví dụ như bây giờ một bạn anh chạy em trai ra mà nói về cái lý thuyết đó như vậy, hai bạn nói về vậy thì có thể là bạn đã học không có kinh, nhưng mà cả lớp ra cùng nói về vấn đề anh dạy nó vậy, và anh phải coi là anh dạy như thế nào. Bởi anh mới nói là cửa anh đi hội nghị thấy mấy đứa xuống anh thấy vui lắm, anh còn vui hơn mấy đứa giáo đứng đặt câu hỏi.
Tại vì nếu mấy bạn không biết gì, chắc chắn là không dám đặt câu hỏi với người ta. Mình có hiểu, mình thấy được cái người ta nói, có gì đó nó chập chùng trong lòng mình phải dám đứng dậy đặt cái câu hỏi với người ta. Anh cảm thấy rất là vui. Anh ơi, anh chỉ là nói với người kia đấy. Tại có anh Phi Long là bên hãng nha, xin em ngồi ngay sau lưng anh. Rồi em. Đó. Tại vì em ta thấy là khoái nhưng mà đứng lên, thì anh hỏi thầy Phương, Phương ơi, em dạy chiều thế, tích quan như thế nào? Và giờ các bạn làm cái bài vậy, giờ hỏi anh chấm sao? Như đâu một con cổ nó còn ghê hơn nữa. Nhưng mà thôi, chưa nữa. Còn cái cơ thể nhìn thấy, cái đặt yêu cầu là trong khoảng cách lưng là thấy được xe một xe hai giống như. Anh ấy, bây giờ anh biết chăm sóc những bài này lúc tới giờ anh biết làm sao để lên tiền cho bạn đó. Thì quay lại lớp mình. Trong quá trình anh em mình trao đổi nhau, bất cứ cái gì mà cảm thấy khó khăn hoặc là khó hiểu cứ cho mọi người hiểu không? Để gì? Để bắt đầu mình viết những cái kiến thức đó lại. Khi mình bước ra về mặt lý thuyết cơ bản mình phải nắm chắc, cho nên anh hay nói là ngồi làm ra cái dễ đó, rồi như bóng có người chỉ mình bóng được liền à. Nhưng anh muốn các bạn phải hiểu tại sao mình bóng như vậy. Trên cái hình đó nhìn là phải biết tín hiệu đó là cái gì, hiểu không? Các bạn biết bây giờ mình tới bây giờ hôm nay các bạn biết một cam ra thì bao lâu không? Bao lâu chúng mình đi, chúng mình một cam ra thì bao lâu? 15 phút, đồng ý không? Cho nên anh luôn nói là vấn đề về cái hôm đó nó có cái bài về bồ duy sinh não nữa, phải không? Thì anh Phẩm bên Trà Rẫy có nói rằng là trong cái chấn thương hoặc trong những cái vấn đề ở các địa phương á, mà trong cái đột quỵ á, thì cái đầu tiên người ta nghĩ đến là gì? CT, phải không? Tại vì đó là trong guideline của bài thần kinh đó. Thì anh mới nói là trong cái MRI á, người ta không bao giờ xử lý trong chấn thương cấp mà phải là chấn thương đạo hoặc là bệnh lý tiến triển sau chấn thương thì nó làm ra, phải không? Và hiện nay ở các cái nơi mà gọi là phát triển thì máy MRI nó nhiều, cho nên là cái MRI mà đánh giá đột quỵ bắt đầu nó phát triển. Chứ lúc trước cũng không mạnh như bây giờ, lúc trước tất cả đều qua CT. MRI là mới chỉ trong vòng 10 năm trở lại đây. Vậy thì hôm nay mình quay lại cái bài MRI sọ não. Hôm trước mình đi gì rồi? Mặt cắt cơ bản, phải không? Chiều thế bệnh nhân, phải không? Protocol cơ bản. Vậy ai nhớ được protocol cơ bản trong chụp MRI sọ não? Mình không có cần phải nhìn cho bất cứ gì chứ. Mình phải tưởng tượng lại, tự nhiên mình sẽ nhớ được. Bây giờ mọi đứa nhớ đi. Bước đầu vô khi mà chụp MRI sọ, người ta chụp cái hình gì đầu tiên? Lấy à? Ngay lập tức nhớ ngay, phải không? Thôi, mình nhớ là T2, xóa mỡ, xóa dịch. Tại vì flare là cái hơi nó trên máy xi măng, mình mua máy xi măng quá. Tất cả mình dựa vào xi măng, bữa xi măng mua lại. Xi măng rải khắp các bệnh viện, sau đó xi măng bài nào rỉ lên, là kỹ thuật mới, xi măng trên. Đó gọi là mua bài công nghệ. Nghe đi còn là VR, xi măng, học coi anh em mình ở đây gọi là hình T2, xóa mỡ, xóa dịch. Đúng chưa? Hướng gì? Axial. Vì sao vậy? Vì trong kỹ thuật chụp MRI sọ não thì cái hướng nào là hướng cắt chủ đạo? Axial. Đúng rồi. Trong kỹ thuật cao nói chung luôn chứ không phải nói MRI sọ não nữa. Tất cả dù là ngực, bụng hay cả cái chi thì cái hướng cắt chủ đạo vẫn là hướng axial cho các bạn. Luôn luôn nhớ điều đó. Vậy thì nếu đã nói nó là chủ đạo rồi thì xong cái axial T2 xóa dịch xóa mỡ sẽ là axial gì? T1 và T2. Vì sao có hai cái hình đó? Hai cái hình đó, thứ nhất cái hình T2 nó có giá trị đánh giá giải phẫu rất là cao. Và nó có cái hình tương phản mở hướng để có thể phân biệt từ đâu là mở, đâu là nước. Còn cái T2 flare nó cho mình đánh giá những cái tổn thương cận não thấp rất là tốt. Bởi vì những cái tổn thương cận não thấp á, cái tín hiệu não, cái dịch trong não thấp á, trên T2 nó cũng cao, cho nên là có thể che lọc những tổn thương sát giao thông đó đi, đúng không? Cho nó thường chụp đầu tiên. Như vậy lúc đó mình có ba cái hình axial rồi, phải không? Hai hướng còn lại mình có thể lựa chọn là gì? Shango và Kono, phải không?
mỗi hướng cho một hình lấy hai là được rồi, phải không? Đó. Ngoài ra nó còn có cái mặt cách gì tôi nói đặc biệt mà chỉ có sổ não thôi, chọn gì? Có time of flight, cái kỹ thuật đó anh đủ dài rồi phải không? Đó là kỹ thuật chụp mạch máu không có chích thuốc, phải không? Chụp 3D. Nguyên lý của nó là gì các bạn? Nguyên lý của cái kỹ thuật tốt là gì? Bảo hòa. Thôi lớn lên, mình cứ mạnh dạng nó lớn lên, coi như đây là tuổi cà phê thôi. Là anh nghĩ là em nghĩ là bảo hòa các tín hiệu xung quanh và tăng cường dòng chảy. Làm thế nào để tăng cường dòng chảy? Bảo hòa xung quanh thì quá dễ rồi, muốn bảo hòa thì có sự điều khóa là bảo hòa được ngay thôi. Nhưng làm thế nào để tăng cường dòng chảy? Sao? Máng đầu những mạch máu với dòng máu nó dằn lên không? Mày nó mày kiểu vậy đúng không? À, đúng cái hồn máu lên não liền. Tại vì tại sao anh hỏi câu hỏi đó? Anh hỏi câu hỏi đó vì nó ảnh hưởng cái hướng cắt của nó. Các bạn có thấy ai cắt guru luôn đó không? Thường người ta sẽ cắt gì? Asher đó. Vậy các bạn thử nghĩ đi, đó là kiểu sung 3D. Và tại sao người ta không cắt guru luôn đó, mà người ta cắt ICO đó? Tại vì các bạn cứ tưởng tượng cái kỹ thuật nó như thế này nè, cái này là phần nguyên lý, anh chỉ nói lại thôi. Giả sử các bạn giăng một cái màng ra, giăng một cái màng ra, được chưa? Đó là một cái lát cắt, được không? Những cái tín hiệu ở trên đó các bạn sẽ bảo hòa hoặc không hết, được chưa? Nhưng mà có một vài vùng á, có những cái hạt gì đó nó cứ bung vô, nó di chuyển và nó tác động vô cái màng đó, nó làm cho cái màng đó nó rung động. Tín hiệu ở cái pha ở chỗ đó nó có khác cái tín hiệu của những cái mô đứng yên không? Khác không? Quá khác luôn đúng không? Như vậy cái kỹ thuật mà tăng cường dòng chính là người ta dùng một cái lát cắt mà vuông góc của những cái dòng chảy mà người ta muốn ghi nhận. Hiểu cách đơn giản không? Dòng chảy nó chạy càng nhanh thì cái số lượng tế bào của nó đến vùng đó trên một cái tiết diện nhiều hay ít? Nhiều. Như vậy lúc đó tín hiệu của nó sẽ như thế nào? Cao, tín hiệu nó càng ngày càng tăng lên. Nó chưa được bảo hòa tín hiệu của cái hạt vừa tác động như nó, hạt khác đã tới, cái tế bào não khác đã tới, nó thay đổi cái tín hiệu liên tục, hiểu chưa? Cho nên á, trong cái kỹ thuật mà chụp cót á, nó sẽ bị cái hạn chế, đó là chúng ta dễ bị ạc đi phát, là giảm tín hiệu dòng chảy của những mạch máu chảy ngang qua. Như vậy lúc này ở trên hình chúng ta có cái mạch máu kiểu như thế này. Ồ, máu ai đẹp quá. À, thì lúc này nếu như mình cắt ngang qua đây, nó cắt ngang qua đây, tín hiệu của cái mặt này to không? To không? To nè, tín hiệu của mặt này to không? Nhưng mà tín hiệu của cái mặt này như thế nào? Có phải lúc này cái mặt này nó đang nằm trong cái tiết diện nó cắt không? Cho nên nó bị ảnh đi phát. Nếu không tin, các bạn về lục lại cái hình top sụp của các camera sọ não, các bạn sẽ thấy cái giai đoạn mà động mạch từ dưới đốt sống nó chặt lại thân nền, nó chuyển thành động mạch ở giữa, nó bẻ ngang qua. Thì lúc các bạn vừa thấy nó bẻ ngang qua, bạn sẽ tín hiệu nó bị giảm xuống. Đó là do cái mặt cắt. Như vậy thì câu hỏi đặt ra tiếp theo là có bao giờ có thay đổi hướng cắt không? Hay là chỉ cắt bờ dưới gối thể trai giống như kia? Có không? Cũng có thể. Tại bây giờ ví dụ như anh muốn đánh giá cái động mạch, mà nó ví dụ như cái động mạch ở giữa thế này, hơi nằm xéo xéo đây, lúc đó anh có thể chuyển qua anh cắt sai tô tốt cho nó hiện rõ cái đoạn này lên cho nó vuông góc, đúng không? Đồng ý không? Nhưng mà người ta không làm vậy. Biết tại sao? Một khi những cái mặt nào mà hẹp theo tính chất đối xứng và nằm song song với cái mặt cắt, người ta đã phán đoán nó do ảnh đi phát rồi, thì người ta coi cái động mạch phía sau của nó, nếu một thằng này hẹp thì cái mặt phía sau của nó bắt đầu sẽ nhỏ dần, nó sẽ yếu dần luôn, hiểu không? Nếu mặt sau nó vẫn lớn bình thường thì người ta biết đây là ảnh phát rồi. Cái thứ hai, nếu trên top mà nghi ngờ hẹp, người ta sẽ làm gì? Chụp chích mạch máu luôn. Tại vì khi mình chụp top là không phải chụp mạch máu như vậy, phải chỉnh nghĩa trong đầu lại trong đầu. Chụp top là chụp dòng giải mạch máu chứ không phải là mạch máu thật. Còn khi các bạn chụp theo kiểu subtraction, có nghĩa là bơm thuốc vào,
thì đó được gọi là mạch máu thật, lòng mạch máu chứ không phải là dòng chảy mạch máu. Vậy thì trên top á, nếu một cái đoạn nào đẹp, có chắc là đẹp không? Không, nó chỉ là thay đổi tốc độ dòng chảy thôi. Nhưng nếu trên top có một cái túi phình ở ngoài thì đối với các bạn có phải là túi phình không? Bình thường mình áo thoát ra được ra ngoài lòng mạch không? Không. Cho nên nếu nó thoát ra ngoài được, nó tạo ra một cái túi, cái dòng chảy phía ngoài nó cũng là túi phình. Cho nên trên top bác sĩ sẽ có kết luận túi phình, còn không kết luận được hẹp, chỉ nghi hẹp về vị trí mạch máu thôi, hiểu chưa? Nhưng mà túi phình trên 5 ly bác sĩ sẽ kết luận túi phình hẹp. Trên 5 ly là vì lý do là khi mình cắt cái top á, ví dụ như mình cắt phải có cái 5 ly, cái 7 ly gì đó, thì những túi phình ở cái chỗ đó mới thấy, dưới còn trong ta cũng thấy, bởi vì nó nhỏ hơn cái lá cắt của mình. Đó sẽ như vậy. Rồi mình quay lại cái bài. Khi mình thấy cái hình axial T1, người ta chụp cái hình này, thì trên hình T1 nó mang đặc điểm của T1. T1 có nghĩa là gì? Dịch nó sẽ không sáng, hay nói cách dịch có tín hiệu thấp nhưng mà không mất hoàn toàn, nó có màu sáng, được chưa? Dịch nó tối. Rồi vậy cái gì sáng? Thứ nhất là mở sáng, nhớ những cái sáng, nhưng mà nhớ giùm anh hai cái và ba cái thôi. Mở, xuất huyết bán cấp và chất lỏng vào đôi khi. Chất lỏng vào protein ở đây có thể là gì? Áp xe não được không? Áp xe mũ được không? Vào protein mà mặt cầu rồi vi khuẩn rồi trong đó tấn công quấn lộn vì xèo tạo ra cái nồi giống như kiểu mà chè và chè vào ba hay đó vậy đó. Nó cũng đậu năm 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 nó sờ sờ vậy đó, kiểu kiểu vậy đó, đúng không? Vậy thì quan trọng nhất ở trên này là phải có sáng sáng và phải nghĩ ngay đến gì? Nghĩ ngay đến xuất huyết, đúng không? Nghĩ ngay đến áp xe não và tùy theo nó có chích thuốc vô tính tim, đúng không? Rồi, một cái sáng bình thường mà mình thấy nữa đó chính là tĩnh mạch nha. Những cái dòng chảy chậm ở trong não nó sẽ có tín hiệu sáng ở trên cái hình T1. Và hình T1 là được xem như là cái hình cơ bản để đánh giá chất trắng chất xám. Tại vì nó dễ nhớ lắm, cái hình T1 chất xám màu xám, chất trắng nó màu trắng. T2 nó ngược lại cho nên thay có, thì khi nào lộn. Nhưng mà hình T1 là dễ biết lắm, chất xám màu xám, khi đó là nó rè nè. Đó, não nghề có nhiều bệnh nhân. Ha. Não có nhiều vết nhăn thì mau hơn não phẳng, phải không? Não phẳng thì cứ cười hoài, cứ cười hoài là biết nhìn đứa nào nói gì nó cũng cười hết là biết rồi đó. Rồi như vậy lúc đó mai mốt á, mà trong này mà có cái khối màu đen nó có xuôi trong đây thì phải nghĩ ngay đến cái gì? Nghĩ ngay đến nếu mà tối có thể là gì, phải không? Phải không? Tối là dịch trên cái một mà, phải không? Tối còn có thể là gì nữa? Chất xám à, chưa gì đó, lạc chỗ chất xám à. Hôm trước anh có nói rồi, lạc chỗ chất xám nó gây ra hiện tượng gì? Động kinh. Đó, động kinh. Đó, cái trời nằm chỗ đó. Vậy, nhớ nha, đây là những cái tối sáng nó được phân biệt với cái hình T2. Đây là một số cái, ví dụ đây là mỡ, ví dụ đây là cục máu đông, ví dụ như đây là protein, ví dụ đây là melanin, kẻ nó đi. Cái này dùng sẽ nhận một số cái tĩnh mạch trong não. Ví dụ vậy, thì bây giờ câu hỏi đặt ra là nhìn vô sao biết cái nào nó cũng giống cái nào đó, nhìn vô sao biết? Thì câu trả lời là cũng không biết luôn. Và cái này trong cuốn sách đó, nó cho cái ví dụ mà nó ghi dưới nó máng gì đó, cho nên là trời ghi nó máng nó vô luôn đó. Nói giỡn thôi, muốn biết mình cũng kết hợp với những hình khác hoặc là mình chích thuốc ha. Rồi ví dụ như cái này đơn giản nhất để biết nè, cái protein này nè, cái cục mà nằm ở vị trí đó là cái vị trí gì? Phố yên đó, anh nghe đâu đó là chính xác ngay lập tức. Trong phố yên có cái gì? Tiếng yên. Có tiếng yên, nhưng tôi lúc chưa chắc. Nhưng khi nghĩ trong bóp là có tiền, chưa chắc. Đúng không? Ủa, bóp to chưa chắc có tiền nhiều, phải không? Cục này to nè. Phố yên rộng á, nhưng mà cái tiếng yên không có to. Mà người này bị một cái nang, có thể là cái nang xuất huyết, hoặc là một cái nang gì đó trên cái phố yên, cái nang xúc tiết của phố yên. Cái nang nó to quá, nó đè mất tiêu cái huyền. Nó đẹp, xin lỗi, nó đè mất tiêu cái nghiêng. Có nghĩa là người này cái nghiêng nó kém phát triển luôn, do cái nang này nó to quá. Đó. Cái này là dễ biết lắm, cái nang cái nghiêng á, trong camera mình thấy hoài, nó thấy hoài. Còn cái cuốn biết này mở không dễ không bạn? Cuốn biết mở không làm sao? Hả? Mặt xóa. Có sao, lấy cuốn xóa, xóa. Mày mở nó còn xóa, tôi đừng đánh mở. Xóa là cách nào? Phát sát.
T1. Vì sao? Mở. Ở đây nó có sẵn hình. Ví dụ như đây là hình T1, nó sáng sẵn rồi. Bây giờ tới chơi là T1 phát sáng cho cậu tối hay không nè. Nếu mà T1 phát sáng cậu tối thì cậu là gì? Cậu là mở. Nếu cậu không tối thì cậu là gì? Là gì? Sao không biết? Không có biết, cũng không biết luôn. Không tối thì đương nhiên nó là dịch. Mà dịch chứa nhiều hơn cái yếu. Phải không? Phải chứ? Có thể nó xuất huyết chẳng hạn. Nhưng mà nếu có xuất huyết, bệnh nhân có biết không? Có bệnh nhân nào xuất huyết mà vô nói nè: bác sĩ ơi, tôi xuất huyết. Bác sĩ coi tôi xuất huyết. Đúng rồi đó, tôi phải làm biện pháp xuất huyết rồi đó. Tôi đang làm xuất huyết. Cái đang là các nước anh kìa, đúng không? Xuất huyết có nghĩa là vô, biết gì á, cái nằm lơ mơ là nó đẩy vô, phải không? Còn cái ca kia nó có cái nang cũng nghiêng, cái đó mới là sống lâu rồi. Cái thứ gì nó là nang, nó ở lâu với mình rồi, mình mới vô mình nhảy mình lai rồi, hiểu không? Còn ví dụ như cái xuất huyết mà vô nhảy linh tinh thì xuất huyết, đúng rồi đó, sắp xuất huyết rồi đó. Thằng kia bên nó làm cái xuất huyết, nó đang đợi gắt bây giờ gần tới nó, vô nhảy linh tinh thằng tiên tấn công đấy, đúng không nè? Thật ra là có phương pháp để phân biệt hết mấy cái này, nhưng mà để đi hết rồi thôi thì là tìm hết tới tìm hết, đúng không? Mình tiếp tục. Anh ơi. Thôi. Anh cho em hỏi là xương với vôi màu đen á, là xương không được thu nhận tín hiệu trong MRI luôn, hay là nó được thu nhận tín hiệu nhưng nó thể hiện ra là màu đen? Em hỏi rất hay. Anh mới hỏi nè, anh hỏi ngược em. Nếu như em đi làm, em làm giúp việc cho cả cái lớp này, em muốn lấy tiền của cả lớp này có đương nhiên phải có rồi. Ngày nào tao chắc chắn đưa mày đó, ngày nào tao thấy vô số tao mở cửa này kia, em muốn thu tiền của tụi nó có đúng không? Có phân biệt không? Nhỏ đẹp tôi ấy, nhỏ kia xấu tôi nhiều, có không? Có chỉ có là chúng ta là thu tiền thôi, tao không biết nhắm mắt đưa tiền cái lộn thôi, đúng không? Nhưng có những đứa có lì, nó nói là thu tiền ha, cầm dao sẵn thu tiền này. Giờ giao mà biết làm gì nó cứ nói vậy dám không? Nói dở thôi. Về nguyên tắc của thu tín hiệu là bất cứ cái thứ gì cái thiết bị nó thu, tại nó đâu có phân biệt đâu, mình mới là đứa phân biệt nè. Nó phân biệt ra cái cục, nó thu tín hiệu vô là mày trắng mày đen mày xám kệ em cái mày. Nhưng mà mình mới là người phân biệt nè, đúng không? Như vậy xương nó vẫn cho tín hiệu, hiểu không? Có nghĩa là cái máy nó vẫn thu tín hiệu, nhưng mà thật ra vì cái tín hiệu mà mình, cái spin của mình á, mà trong MRI á, là mình spin của cái gì? Hắc động. Như vậy chỗ nào có nước thì mới có tín hiệu để thu. Cái tốt kiểu mày phải có tiền, anh có lấy được nguyên lý 500 ngàn của anh Thịnh. Muốn gì phải dùng 500 ngàn ra, thì mày phải lấy được 500 ngàn. Trong lớp mình có 3 đứa, nó bị cụt tay, nó bị chói tay như các bạn. Anh dùng 500 ngàn ra, cũng tín hiệu nha, mỗi một số nha. Dùng. Đúng không? Có nghĩa là cái tốt thì mình phải lấy được tín hiệu đó. Thì trong cái xương á, bản thân nó không có tín hiệu vì nó là canxi, nó có nước, nó có hắc động trong đó. Nhưng mà tại sao một số trường hợp mình chụp mình thấy tín hiệu của xương? Thứ nhất, cái xương nó có máu, có tủy xương, cho nên mình thấy tín hiệu của tủy xương chứ không phải của xương. Thứ hai là nhiều khi mình trong cuộc sống mà đâu biết được ngày mai, hôm nay về nhưng mà mai vợ phán cái thùng này đó, hiểu không? Gãy cũng còn lá xuất tiết máu xương phù thủy xương, tín hiệu xương tăng lên là phù thủy xương, chứ bản chất cái mô xương nó không có tín hiệu gì cả. Mô canxi, canxi là canxi thôi, không có tín hiệu. Phải là dụ như canxi mà CaO có cái kiểu hắc ở trong đó không có tín hiệu. Có nghĩa là trong MRI người ta thu nhận chủ yếu là tín hiệu của hắc động, nhưng hắc động nằm đâu thôi, chiều hắc động nằm trên tóc, khác cái hắc động nằm trên da. Ví dụ vậy, tóc cứ nằm ở bất cứ thứ đó là hắc động. À, mà tóc cứ nằm không có xè xeo quá, cua queo quá, đơn giản vậy thôi. Nè, hiểu chưa? Như vậy tóm lại, xương là không phải là không có tín hiệu, mà phải nói chính xác là mô xương mà không có tín hiệu. Còn lại nguyên cái cục xương là nó có tín hiệu nha. Thì cục xương nó có cái gì? Nó có phần màng xương. Màng xương tất cả đều là canxi hết, cho nên nó không có tín hiệu. Nhưng ở trong tủy xương nó sẽ có gì? Nó có dịch, nó có máu, nó có nhiều thứ, nó có hắc động. Đôi lúc nó còn bị quánh nữa, nhớ không? Nó phù xương.
có nướng luôn. Anh vậy là cái câu nói mà xương có tín hiệu thấp trên hình T1 là đúng hay là sai? Là sai. Xương có tín hiệu. Bỉ xương mới có tín hiệu. Ô xương không có tín hiệu. Ví dụ anh sẽ không hỏi câu là xương có tín hiệu thấp trên rai thấp và là ô xương sẽ không có tín hiệu. Chúng ta có thể hiểu rồi đúng không? Đừng có lo, tại vì á cái đề thi á là yên tâm đi, cứ đánh cái phần lý thuyết cho chắc vô, anh chắc chắn thi sẽ ra một đề mới hoàn toàn và sẽ giống tất cả những gì một đề sai lầm. Cứ mỗi năm sẽ cố gắng thay đổi chút xíu. Cho bữa là bài được không? Dạ, bữa là bài được. Ví dụ như này cũng lạ đây. Nói là ai giờ có một ai biết không? Nhưng nói với SE hoặc với SE thì bắt buộc góc lập phải lớn hơn 90 độ, nhớ giùm anh, flip angle, bắt buộc phải lớn hơn 90 độ thì nó mới đúng là SE hoặc là SE. Mai mốt trong cái đề bài của anh á, có cái xung đến SE nó có cái yếu tố là flip angle là 83 độ hay là 85 độ, đánh vô còn nó đúng thì biết là tới không chịu, không hiểu bằng cái vấn đề, đúng không? Thì cái hình T2
người ta xài phê hở dài và phê dài để làm gì? T2 là đặc trưng cho khả năng duy trì tín hiệu, có nghĩa là lúc đó thằng nào còn duy trì được tín hiệu cao thì nó sẽ có tín hiệu cao trên nền brand, đúng không? Nếu như khi mình vừa tắt xong LF mình ghi nhận ngay, có nghĩa là TR ngắn và TE ngắn, ngay lập tức cái độ sai biệt tín hiệu của những thằng đó là ít hay nhiều, ít hay nhiều, có hai đáp án thôi, ít hay nhiều. Kể nó biết trọng đại có mất mát gì đâu, đúng không? Để mình biết đúng hay mình sai, mình ghi nhận hình T2 mà mình vừa tắt sóng này rồi cái mình ghi nhận liền, có nghĩa là mình xài T là ngắn là T ngắn, thì lúc đó cái độ sai về tín hiệu nó, tại vì tất cả còn đang duy trì á, bạn vừa tắt cho mỗi đứa 500.000, vừa xong nó chưa chạy ra khỏi lớp nữa, bạn vừa dừng lại kiểm tiền móc túi ra, mỗi người 500.000 của anh mới đưa 500.000 luôn á, hiểu không? Phải cho người ta một khoảng thời gian để người ta tiêu tốn, người ta va chạm, người ta kiểm tiền nhau, thì những ai đầu nhất quần nắm tay nhau, mọi người của mình tất lại tốt hơn chung, anh với em tất nha, mỗi đứa 500, mỗi dâu nghe 1 triệu, thì 15 phút sau, 20 phút sau, nó vẫn còn nguyên quan, nguyên có 1 triệu, do tín hiệu của nó đồng nhất. Những thằng nào mà nó không có đồng nhất, tới đi ăn phở cậu ơi, không có ăn bún bò, bye bye nha. Gia chạm vào nhau, tương tác với nhau, tín hiệu nó mất ngay. Cho nên lúc đó, tô bún bò 50 ngàn, còn 450 ngàn, tô phở lệ 82 ngàn, đặc biệt 85 ngàn, lúc đó nó còn có 425 ngàn, lúc đó tín hiệu nó phải cho nó ăn cái tô bún bò đó đã, vì tín hiệu nó mất ngay. Đó là nguyên nhân tại sao người ta xài một TR dài và TE phải dài, hiểu chưa? Như vậy ngược lại mai mốt các bạn thấy xài cái hình T2 và các bạn để TE hoặc TR quá ngắn, các bạn hiểu ngay chuyện gì rồi, hình T2 nó sẽ bị thế nào? Nó bị sao? Nó bị đều đều, có nghĩa là tín hiệu lúc đó cái tín hiệu của nó không có rõ rệt thế này, mà nhìn nó cũng sáng, mấy kia nó bị chói lên theo luôn, có nghĩa là tín hiệu nó đều sáng giống như nhau. Do các bạn xài TE và TR ngắn quá, nó chưa có cái độ mà sai biệt tín hiệu, hiểu ý anh nói chưa? Cho nên cái TR và TE nó là gốc của vấn đề, nó là bản chất. Khi mình nhìn vô đó, muốn cái hình đẹp hay xấu, người ta phải tin cái TR và TE đó. Cho nên đôi lúc có những tình huống, lúc trước anh dạy cuộc sống về cái Bialo là anh quan tâm đến cái gì? Dịch trong cái ống tủy, anh không quan tâm đến bất cứ cái gì khác, anh chỉ quan tâm đến dịch thôi. Cho nên lúc đó anh đẩy một cái xe rồi, xe là cực lớn, để chi? Cho một tay xài nát tiền hết. Chỉ có những đứa bỏ heo với nhau lắm, ta anh với em chia đôi á, ta anh với em gặp lại nó không chung á, thì mới còn tính hiệu. Cho nên bản chất cái hình kia luôn là như vậy. Như vậy hiểu về TRT là như thế. Thì nếu mình chọn một cái TRT phù hợp để tạo ra cái hình T2, thì hình T2 người ta luôn nói gì? Nó là cái hình tốt nhất để đánh giá về giải phẫu. Ở bất cứ bộ phận nào, dù là sọ, bụng, chậu, cái gì T2 là cái hình tốt nhất để đánh giá giải phẫu. Cho nên lúc này T2 nó có hai phương pháp như vậy. Một là xài T2 từng lát, có nghĩa là cắt từng lát, CT conventional, cắt từng lát, nó giống như MRI cắt từng lát. Kỹ thuật thứ hai là mình chụp 3D, ghi nhận nguyên một cái khối tín hiệu T2 trên MRI. Thì T2 trên MRI các bạn biết rồi đó, nó có chữ số gì? Thứ nhất là gì? Máy MRI Siemens cho nó dễ, Piano Siemens. Chữ số cho những máy cũ nó có chữ số là TrueFit. TrueFit thật ra nó là chữ số T2, nó chữ trả có gì trên, nhưng mà nó cắt rất là hòn. Nó cắt được, nó cắt tới 0.5 ly. Thì hai MRI trên này, nếu mà cái này cắt được, nó cắt nhỏ nhất chỉ có 2 ly thôi. Có nghĩa là nó cắt được, nó cắt còn hơn 4 lần, 0.5 ly. Được chưa? Trên máy mới có chữ xung là chữ xung ship. Ship không phải là ship đâu nhỉ, mà là ship là C-I-S-S, chữ xung ship. Đó, thì đó là hai cái chữ xung mà T2 3D. Vậy thì trên cái hình T2 này, trên sọ não, cái gì nó sáng? Nghe cái hình T2 mà nghĩ tới nó sáng là cái gì sáng? Mở nó sáng, dịch nó sáng hơn mà.
trên hai dịch sáng nhất, mở sáng nhất tại thời gian T2 của dịch cũng rất là cao, cũng lên tới khoảng gần 2000 mili giây, nhưng mà lúc đó mở nó chỉ có khoảng chừng 300-400 mili giây. Vậy thì ngoài cái hai cái thằng đó mở dịch có cái gì nữa? Nói cái dịch là nó có cái gì á? Thù đúng không? Giống như cái vùng này thù. Nhưng mà các bạn có nhớ nè, trong cái sọ não á, mà khi mà bị nhồi máu á, mà cái hình đó mà thấy đường trên T1 hoặc T2 rồi, thì có sọ não đó nó không còn là sọ não cấp tính, nó xin lỗi, cái nhồi máu đó nó không còn là nhồi máu cấp tính. Lúc đó nó sẽ chảy qua cái giai đoạn bán cấp, giai đoạn bắt đầu trễ rồi, tại vì nó có biểu hiện trên T2 và T1 rồi, nó sẽ không hồi phục. Khi nào mà các bạn thấy cái nhồi máu đó trên xung phát tán, có nghĩa là mới bị hạn chế phát tán nhưng mà chưa có biểu hiện trên flare, chưa có biểu hiện trên T1, T2, đó là nhồi máu dưới 6 tiếng, nhồi máu mà cần phải đưa vô can thiệp ngay, tại vì nó sẽ hồi phục. Đó là nguyên tắc. Rồi, ví dụ như là các nhân sáng trung ương bao trong không có tín hiệu phân biệt rõ là nhân sáng trung ương là đây. Đó, không có sự phân biệt rõ giữa chất trắng và chất xám, đây là các bạn, là cái vùng phía ngoài này. Tại vì lúc này nó ngược cái hình T1. Trên cái hình T1 á, thì chất xám có màu xám, chất trắng có màu trắng. Thì ngược lại bây giờ, chất xám của bạn nó sáng hơn, đúng không? Và chất trắng nó ngược nó tối hơn. Nhưng mà vì ở trong cái phần chất trắng á, nó có sự di chuyển của cái hệ thống não thoát tồn phía bên trong nữa, cho nên lúc đó cái sự phân biệt giữa chất trắng và chất xám nó giảm đi rất là nhiều. Do mình không mắt mình nó trong cùng một lúc đó, mình không có nhìn nhiều thứ nó lộn xộn được. Do nhìn một tô chè mà có nhiều thứ ở trong tô chè đó, không ăn có thứ ăn đồ ngọt, nhưng mà gì hết trơn, rất là chè. Nhìn một cái thứ mà rất là lộn xộn đó thì chỉ có nhắm mắt là muốn ăn thôi, chứ không có thể nào đến ra ở đây có một cà lan hay hộp đậu xanh, không có tính vậy, đúng không? Nhưng mà các bạn nhìn một cái gì đó nó đơn giản hơn, mình chè cho nước hút ra có hai hộp là ngay lập tức sẽ nói nghe gì, sao muốn cho con ít gì, ăn gì có hai viên nữa, đúng không? Mình hút 3-4 viên gì đó mình sẽ để ý được đó. Rồi, trong cái hình T2 này nó có cái lợi ích thứ nhất là độ phân giải không gian nó tốt lắm nha. Với cùng một cái thời gian ghi nhận hình T1 với T2, ví dụ như là cùng 1 phút thì hình T1 không bao giờ đẹp bằng hình T2. Hình T1 muốn đẹp như cái hình T2 thì thời gian tăng gấp đôi. Hình T2 là cái độ phân giải nó rất là tốt, cho nên đôi lúc chụp các bạn thấy ở bệnh viện đó, họ chụp cái xung sai tô T2 hoặc colono T2 45 giây, 30 giây nó 45 giây, có nhiều cái hình và vẫn đẹp như thường. Đương nhiên là cái hình đó mà zoom lớn lên để ở nhà mà treo bức tranh, ví dụ mình cắt là xa tô não của mình nha, bắt đầu cái mình về mình in phóng lớn lên treo bức tranh cái phòng ngủ, ngày nào nhìn vô não mình tập dạy rồi, ngày nào cũng nhìn thấy tâm mình nhìn vô não mình. Thì lúc đó kiểu mặt zoom cái hình lên bị nổ lên, bởi vì lý do là cái ma trận của nó thấp. Còn khi các bạn chụp cái hình, mặc dù nhìn nó không có khác nhau nhiều đâu, nó mịn hơn chút thôi, nhưng khi mình zoom cái hình lên, mình biết được nó khác nhau như thế. Hiểu không? Vậy thì muốn cắt thời gian dài ngắn là do mình phải cân nhắc giữa cái bệnh lý người đó bình thường hết mọi thứ, thời gian có thể cắt ngắn đi. Cho nên trong cái chiến lược làm MRI, các cái bác sĩ hoặc các thầy lớn người ta hay dùng một cái câu rất hay, đó là cá nhân hóa. Có nghĩa là không thể lấy cái bổ sung của người này đem qua cho người kia được, mà là mình chỉ lấy qua sau đó mình hiệu chỉnh nó phù hợp với người kia. Cái tướng anh khác cái tướng của cô gái, não của anh có thể nó phẳng hơn em, trái tim của anh có thể nó rộng ràng hơn, cho nên nguyên tắc chụp mọi đứa khác nhau. Ủa, trái tim nó rộng ràng dòng chảy qua nó khác chứ, anh biết là dòng chảy qua anh chảy ngon nào mà máu bùm lúc đó cắt tốt, cắt lẹ chút hình tốt á, cắt khoảng cách nó rời đẹp ra một chút, nhưng còn bé này á, trái tim nó bóp vậy nè, máu nó chạy nè, con chạy mà cũng thấy mệt, máu nó nói với nhau vậy. Thì lúc đó các bạn cắt hình tốt, các bạn cắt cái độ mà gọi là chồng hình lên nhau nó thấy nhiều, cho nên ví dụ như trên cùng một khoảng đó chúng ta cắt cho anh là 45 hình thôi, với các bạn nữ là cắt 60 hình để tín hiệu nó tăng lên, anh cắt nhiều hình cho tín hiệu cái vùng đó tăng lên, không phải nó bị đứt gãy mạch máu, hiểu không? Rồi, đặc biệt hữu ích trong cái hình T2 á là khảo sát mấy cái này. Vậy thì hỏi tại sao nó lại muốn khảo sát nghe này?
có gì chồng? Mắt nó có gì chồng? Anh kinh. Đương nhiên là trong mắt anh có tụi em. Đúng không? Là trong mắt tụi em có anh. Nhưng mà giờ đừng nói gì nha. Nguy hiểm lắm á. Trong con mắt nó có hai cái tròng mắt, hai cái cục này là hai cái cục dịch. Chiều nay về con cá lươn nha, tức cắt cái đầu ra lấy con mắt luộc lên nè, rồi nó có gì vậy? Mắt cá lươn nó có dịch sần sần. Như vậy á, ở cái con mắt nó chỉ có hai cái cục đó là dịch thôi. Nếu như trên con mắt mình dùng một cái chuỗi xung T2 thì mình xóa dịch đi, hay nói cách khác, mình dùng cái chuỗi xung T2 mình xóa mở đi thì mình sẽ thấy tín hiệu của nguyên cái tròng mắt nó hiện rất là đẹp, phải không? Ngoài ra cho con mắt còn gì khác không? Hết cho nên là các bạn cắt, khi mà đi cắt mắt rồi các bạn mới làm cắt sống được chứ. Có bạn có nghe cắt sống chưa? Có bạn có đứa nào thì đi cắt mắt chưa? Đứa nào đi cắt thử đi, hay lắm. Bỏ tiền ra người ta cắt đó, người ta không cần gây mê luôn, chỉ cần gây tê nhẹ thôi, cắt sống luôn đó. Cắt mí mắt nè, ai nói cắt con mắt này đâu, đúng không? Cắt mí mắt đó, nhấn mí. Vì cái vùng này nó ít tạch máu, cho nên khi người ta làm sao đọc sống được, không chảy máu nữa. Cho nên lúc đó, nếu như con mắt mình mà ở phía ngoài cái tròng mắt á, mà nó tụ dịch xung quanh, con mắt có vấn đề không? Có vấn đề đó. Cho nên hình T2 là cái hình để đánh giá dịch tự thế. Như vậy hình T2 đánh giá con mắt nó là ok. Nếu muốn biết như thế nào, hãy quay qua đứa cái bên đó, cái bọc chung ánh chiều này làm biểu định. Thế, qua ra chụp cho cái miễn phí không á. Thế, thấy ngàn ống mắt nó tụ dịch làm sao? Nó bằng cái mí mắt của nào thấy lắm, mọi cái. Rồi, thần kinh thị và giao hoa. Thần kinh thị và giao hoa nói thẳng ra là hai cái đó thuộc về mắt đó. Hai cái này là thuộc về con mắt. Tuyến nghiêng sau này. Hình T2. Ai nói rồi, tuyến nghiêng hay nghĩ gì? Nó nghiêng hay nghĩ cái nang rồi. Mà nó nói cái nang, nói cái dịch đó là T2 là vô tế rồi. Cái thứ hai, cái nghiêng nó nhỏ hơn to. Cái nhỏ thì nó cần thì có những cái hình mà thể hiện cái độ phân giải không gian tốt hay là không tốt. Tốt thì nhìn vô đây là hình T2 phân giải độ không gian rất là tốt. Độ phân giải không gian rất là tốt. Như vậy hình T2 đánh giá cái nghiêng rất là quan trọng. Tóm lại, chút xíu có bằng cái nghiêng luôn thì cắt cái tiếng nghiêng và cắt các hai ly T2 mới thấy được cái nghiêng rõ ràng. Vì cái tiếng nghiêng của mình nó khoảng chừng là 1 cm. Nếu như vậy mình cắt một cái lát bình thường 5 ly, cắt được có 2 lát có tiếng nghiêng. Có nhiều đứa nhỏ hơn có thể gì là khảo sát tiếng nghiêng, khảo sát được có 1 lát 2 lát đâu thấy gì, đúng không? Cho nên mình cắt mỏng lại. Rồi, vùng mặt cái vùng hố sâu thì thật ra do là cái vùng mặt với cái vùng hố sâu của mình á, hố sâu đó, nó sát xương, cho nên nếu mình cắt hình T1 lên nó lờ mờ, cả tín hiệu đều lờ mờ như nhau hết trơn. Bắt buộc mình cắt hình T2 thấy nó rõ ràng, cái nhồi máu hoặc mấy cái tổn thương dây được ha. Tại vì T2 ở đây không phải là T2 đến E không, mà nó là T2 mà D. Rồi, các bạn có thấy không? Cái này là gì? Hai cục tóc nằm trong cái não mà. Cái này là thắt quấn trong não á. Đó, cái tóc nó chui vô não nằm luôn á. Cái này là có lẽ là con dung. Không, dung chui não. Dung nó chui đường miệng á, chui lên nó là con dung. Có mấy cái dung làm sao mà ghê không? Dung chui não. Động mạch, đúng rồi, nó là động mạch não á. Như vậy cái tín hiệu của dòng chảy nhanh á, ở trên cái sỏi và cái tê hình tê hai nó cũng có tín hiệu thấp luôn. Và ngược lại nhìn vô cái hình phía sau đây nè, cái chấm này hôm bữa nó màu gì? Nó màu trắng hay màu đen à? Cái chấm này trong cái hình T1 á là nó màu trắng, hôm nay nó màu đen à? Là hình T2. Như vậy từ đây mình suy ra một câu chuyện, đó là câu chuyện tối sáng. Cái gì tối? Mật độ đồ công thấp nó tối, hay nói cách khác là nó có dịch. Trên hình T2 nó thường phải T1, cái gì không có dịch thì nó tối. Vậy cái gì không có dịch? Xương có dịch, phải không? Sơ không có dịch, đúng không? Mấy cái sụn sơ nó có dịch nên tín hiệu nó thấp, được chưa? Rồi, vôi hóa vô sơ. Gì nữa? Chất phụng từ đề oxy hemoglobin, mét hemoglobin là màu sắc carbon, chirulin là bên gì? Không, không có là gì?
ghi cho nhiều vậy thôi, chứ các bạn nhớ như thế này, nó chính là cái chất mà khoái triển của cái cục máu. Có nghĩa là bây giờ về nhà học huyết heo, lấy cục heo, cục huyết thể đó, thì mới học huyết ra đó là có hemoglobin rồi đó, tưởng tượng của mình cho phải có heo. Để thời gian bắt đầu khoái triển, nó tạo ra cái hoạt chất thứ nhất là đề oxy hemoglobin, mét hemoglobin. Có nghĩa là sau quá trình nó khoái triển, nó tạo ra những cái chất đó, và cuối cùng nó sẽ phân tách ra đó, nó còn gì, sắt nó nằm trong đó. Vậy thì nói tới sắt, anh có đốm bạc chứ, trong cơ thể chỗ nào hấp thu chất sắt? Xương, lách, tủy xương. Tủy xương có nghĩa là mai mốt mà muốn có sắt là phải cắt cái xương ra mà không ghét vô đó. Tủy xương hấp thu chất sắt, vậy là mình chích xương, chích sắt vô xương. Ủa thì chỗ nào hấp thu phải coi chỗ đó là ăn chứ, đúng không? Phải không? Chích sắt vô xương. Mai bữa nào đưa cái bà bầu đi chích sắt hết vô là cứ đè tủy xương ra uống. Đúng không, biết không? Chỗ nào hấp thu chích sắt? Dạ dày. Có đứa nói ruột. Ruột nó có 18 loại ruột. Nó có ruột bờ, hồi tràng, hậu tràng, mạch tràng, trực tràng, này là lên, này xuống, này là ngang, này xuống mang. Cái gì? Ruột nào? Tá tràng. Tá tràng, chính xác. Tá tràng là cái khu vực để hấp thu chất sắt. Cho nên anh nào bị cái bệnh lý nào đó mà cắt cái tá tràng đi, các bạn biết là thiếu sắt. Tại vì lúc đó không hấp thu chất sắt. Bùn nó quan trọng lắm nha. Cho nên chỗ nào tá tràng nếu dán hình lại tá tràng của tôi không được đụng vô, bảo vệ, hiểu không? Vấn đề là gì? Vậy thì nếu như chỉ có bùn nó hấp thu chất sắt thì nếu chúng ta xuất huyết ra, trong máu nó có sắt không? Sắt là thành phần để tạo ra hemoglobin. Xuất huyết ra trong não, sau một thời gian những cái protein nó sẽ được bạch cầu hấp thu hết, đồng ý với anh không? Nhưng mà sẽ có một thứ không hấp thu được, đó là gì? Sắt. Cho nên lúc đó mới có cái hiện tượng là lắng động sắt lại trong não sau xuất huyết. Từ cái hiện tượng đó trong y học thì người ta mới nghĩ ra cái chủ xung để xác định đâu là xung huyết não. Vậy chụp lên và thấy cái chủ xung đó và thấy cái xác từ, ngay lập tức mình biết được đó là một xung huyết cũ. Người ta đã hấp thu rồi, nó còn lưu động lại cái xác từ ở một góc. Bệnh nhân nói áo, chưa giờ tôi đâu có chạy máu não, tôi có bị dính chân á. Nói vậy là cô bị, cô không biết. Ông ở nhà bóp cổ, có lần xin lỗi, ông ở nhà không quăng cô xuống huyết, không biết. Chút xíu tới cái cửa xung đó. Rồi. Cái chất tối còn gì nữa, chất lỏng vào protein thì phải nó ngược lại. Và nãy ở trong cái hình mà hình T1 thì chất lỏng nó vào protein thì nó sang. Vâng, để đây nó ngược lại chút. Rồi. Rồi, dòng cải trọng là cái tĩnh mạch. Anh nói cái sắc từ chính là cái này nè các bạn. Ở đây là cái hình này là cái hình hemo. Cái chuỗi xung này là chuỗi xung hemo trên cái máy xương ngang. Bây giờ máy mới nó có chuỗi xung squat, nó còn mỏng hơn cái hemo. Hemo là chuỗi xung tay ngang sao. Chút xíu nữa mình sẽ biết tay ngang ra nha. Đó. Thì trên cái hình này nè, thì cái chỗ nào nó bị em lùi vậy nè, chính là xung huyết cũ. Biết tại sao không? Sắc á, thì nó như thế nào với em ra? Sắc nó làm nhiễu tín hiệu của em ra. Đồng ý vậy không? Nó nhiễu tín hiệu. Nhưng mà bình thường sắc trong máu nó nhiều hay lắm. Nó ít chứ đâu có nhiều. Cái lượng của nó mai gì đó, micro gì đó. Mấy đứa mà nó hắn tay luôn tập mai. Bây giờ nó đơn vị nó cũng là micro. Đúng không? Cái lượng nó rất là thấp. Chứ không phải giống như cái phim mà X-Men á, kiểu mà cho uống sắc thì vô, khi hút cái sắc trong người ra. Không phải là cái lượng nó rất là thấp. Cho nên nếu một cái chuỗi xung bình thường thì cái lượng sắt thấp đó nó sẽ không thấy được cái độ nhiễu. Nhưng mà cái chuỗi xung đặc biệt cái thằng radian T2 lúc đó nó rất là nhạy với từng. Cho nên khi đó chỗ nào mà có tồn động sắt dù là nhỏ nhất nó sẽ thể hiện trong cái vòng ngang nuôi. Tại thường nhiễu nó nhiễu cái hình gì? Có nhiễu hình vuông được không các bạn? Có đứa nào thấy một cái hình nào mà nhiễu theo kiểu hình vuông chưa? Đứa nào khó chụp lên coi á. Tại tín hiệu nhiễu nó thường ra hình bạch tia hoặc là hình tròn nha. Đó, tín hiệu gì? Vậy thì ở trong cái hình mà T2 T2A á thì sáng là những cái vùng phù nề hoặc là khối u, vùng nhồi máu, viêm, nhiễm trùng thì nó sẽ có phản ứng sáng lên. Đó,
Rồi, mét hemoglobin ngoại vào trong xuất huyết bán cấp. Tại vì xuất huyết bán cấp có nghĩa là giai đoạn này là giai đoạn nó hấp thu được một phần rồi, cho nên nó không có tín hiệu ở trên cái hình này. Sau một thời gian nó hấp thụ từ từ nó đọc tín hiệu luôn, không thấy nó luôn. Đó, chỉ có duy nhất cái sản phẩm này thôi, nhưng mà cái này thật ra là của bác sĩ mà người ta đánh giá những cái ca mà chuyên sâu về thần kinh xuất huyết của người ta mới tính tới. Còn như anh em mình thật ra chỉ cần thấy nó là xuất huyết hay không xuất huyết, xuất huyết mới hay xuất huyết cũ là giỏi lắm rồi. Đứa nào đi thi mà nói được vậy là giỏi lắm rồi. Nhưng mà đi thi thế nào có con này. Nó giỏi. Rồi, tới hình tê ăn sao nè. Cái hình tê ăn sao này dễ chữ thề lắm. Tại vì theo định nghĩa chuỗi xung rất có ý nghĩa vì nó mang lại những thông tin mà T2 phe không cho được. Tại vì nếu mà xuất huyết cũ nhìn trên mấy cái kia thấy nó giống như chỉ là bụng sơn cũ vậy, không có chắc nó là xuất huyết đâu. Phải coi nó trên cái hình hemo mới thấy. Tín hiệu thấp rõ ràng của hemosiderin là cái sản phẩm cuối cùng trong cái chuyển hóa sắc cầu chuyển hóa xuất huyết nha. Có ảnh giả liên quan đến các cấu trúc của xương khí trong các xoang. Như vậy nếu trên cái hình hemo mình thấy trong cái vùng nào có cái xoang và là có cái xương và nó có cái đen xung quanh, không phải xuất huyết, đừng nói là xuất huyết nội người ta. Và cái đó là ảnh giả nha, nó bị artifact bởi xương, được chưa? Rồi, vôi hóa có thể có chẩn đoán trên những cái hình này nhưng mà thấy được trên T2 sao. Vì sao? Vì hồi nãy mới chơi có liên quan nè, những cái gì mà liên quan đến canxi nó sẽ có màu đen, cho nên là nó bị ảnh giả. Cho nên nếu mà vôi hóa nó nằm ở trong não của mình nó thôi, nó hiện lên màu đen luôn. Hiểu ý anh nói chưa? Tại sao anh nói cái hình này dễ biết thề? Và tại vì á, T2 sao á, là người ta định nghĩa là một cái hình, một cái T2 mà xài TE rất lớn. T2 sao á, gọi là T2 nặng, là một cái hình T2 mà người ta xài chỉ số TE rất lớn. Lớn lắm á. Khi đó mấy đứa dùng cái máy xi men á, mấy đứa mở lên, mấy đứa thấy xài TE có bằng ấy, lúc đó mới chữ thề. Tại vì bình thường mà TE dài bao nhiêu? Dạ bao nhiêu? Nó lớn lên không nghe số. Lớn 90. 80. 90. Phải không? Lớn hơn 80 là dài TE. Phải không? Ngắn là nhiêu? Nhỏ 30. Nhỏ hơn 30. Để xài TE của bọn này nó là xài TE rất lớn. Giữ thề là do vậy. Nó khác nhau giữa cái lý thuyết với cái thực tế. Không phải, do mình hiểu chưa hết lý thuyết. Các bạn phải hiểu tiếp là TE hay sao? Người ta xài một cái T2 radian. T2 radian thường TE của nó dưới 5 mg. TE nó rất là nhỏ. Và bữa mở mấy cái hình mà T2 radian ta sẽ thấy TER của nó có thể khoảng 3 mấy mg thôi. TE có thể 1 mấy mg. Mà ở đây các bạn xài một cái hình mà TER tới 800 mấy rồi. Mà TE các bạn đánh lên tới 30 mấy. Trong radian hay không phải đây rồi. Chữ xung spin này không? T2 sao là T2 radian. Nhìn cái tên cho rõ. Hiểu chưa? Cho nên lúc đó mình sử dụng một cái TE rất là lớn. TE rất là lớn để làm gì? Để bắt hết tín hiệu. TE là lớn, để TE cho thời gian thu nhận tín hiệu lớn hình là T2 đúng không? Có nghĩa là mọi thứ là sao? Tín hiệu nó bắt hết, mờ mờ ảo. Chỉ thấy được có gì thôi, phải không? Và lúc đó để làm gì? Để thấy được cái độ nhiễu thôi. Như vậy trên cái hình đó là không phải hình để đánh giá giải phẫu nha các bạn. Hình T2 này là hình quan trọng đánh giá cái độ nhiễu của sắc tần ở trong cái vùng não thôi. Thì chỗ nào có độ nhiễu đó thì là do vôi hoặc là do xung huyết mà ra. Cho nên trong cái mình nhìn nè, giảm tín hiệu trên hình T2 sao sẽ có 3 cái này. Thì lúc đó các bạn thấy là 1, 2, 3, 4, 5. Đây là hình T1, T2, flare, T2 sao. Đây, thấy tín hiệu đó không? Vậy thì lúc đó các bạn nhìn từ đây các bạn biết nó là gì không? Trên hình T1 nó sáng nè, trên hình T2 nó cũng sáng nè, trên hình T2 xóa dịch nó cũng sáng nè. Nhưng trên hai T2 sao nó vậy nè. Vậy nó là gì? Xuất huyết. Hả? Xuất huyết.
đó là xúc huyết. Xúc huyết bây giờ làm nào? Thằng này nó hoàn toàn chưa? Nó chưa hoàn toàn, nó ở giai đoạn tắt, cho nên nó thấy đầy đủ trên tất cả các hình này hết. Nó có cái vùng tối vùng sáng do mắt không chưa hoàn toàn, đúng không? Như vậy dựa vào một loạt cái hình này, người ta sẽ đánh giá được cái giai đoạn của xúc huyết. Nếu như những cái xúc huyết mà người ta chưa thấy được trên emo chẳng hạn, chưa thấy được trên emo, chỉ thấy được trên flare hoặc là trên T2 thôi, thì nó là mới hoàn toàn, đúng không? Nhưng mà cái gì mà đã xuất hiện trên swipe hoặc emo rồi là ngay lập tức đó chính là cái xuất huyết đã cũ rồi. Nhưng có những ca một khi đã xuất huyết rồi thì có thường xuyên xuất huyết không ạ? Anh này có nguy cơ vỡ mạch máu rồi, thì những mạch máu khác có nguy cơ vỡ không? Có. Cho nên trên cái nền xuất huyết nó có thể sinh ra mạch nhồi máu hoặc xuất huyết cũ có sẵn. Cho nên là đây là cái hình rất là ý nghĩa để đánh giá xuất huyết. Mai mốt mà thấy vô trong não mà ai có cái hình emo mà thấy có gì tối tối nằm trong não, biết ngay người này có vấn đề cũ, có thể xuất huyết cũ nằm trong não có đóng vôi. Nhưng mà nếu đóng vôi nó xuất hiện đều trên tất cả, vì sao? Vôi có tín hiệu thì cũng tự không? Vôi nó là canxi, nó không có tín hiệu. Cho nên vì vậy trên hình T1, trên hình T2, trên hình TN nó cũng không có tín hiệu, cho nên vôi rất là dễ phân biệt xuất huyết. Còn xuất huyết nó thể hiện một chấm đen ở trên hình emo. Nhưng những cái hình khác sao? Nó sẽ thấy là những tín hiệu khác nhau, phải không? Rồi, cái chuỗi xung thứ hai mà liên quan đến thằng T2 đa giác và T2 sao nữa, nó là cái chuỗi xung 3D, thì nó là swipe. Có nghĩa là thằng này vẫn thuộc là T2 sao, nhưng mà kỹ thuật của nó chụp đó, nó là kỹ thuật 3D. Và nó cho ra cho mình 4 cái rút hình. Nhưng mà thường là mình chỉ để ý cái hình swipe với lại hình cường độ thôi, chứ mình không để ý những cái hình khác. Đó, để mình đánh giá được nó là xuất huyết mới cũ mà mở không mở lên kiểu gì. Thì thứ nhất là cái hình này nó tạo ra cái khối 3D có độ dày là cắt mỏng, nó tầm khoảng chừng là 1-2 ly gì đấy, tùy theo cái cách mình sẽ đặt. Ưu thế của thằng này nó là nhạy từ, muốn đánh giá xuất huyết là ưu thế của xung có bắt buộc phải nhạy từ. Bởi vì đánh giá xuất huyết là mình đánh giá tồn động sắc nó còn lại trong não mà cái đường nó rất là thấp, cho nên nó phải nhạy với từ, thì lúc đó nó dễ bị nhiều, thì nó mới sinh ra cái câu chuyện mà đánh giá được đâu là xuất huyết, hiểu không? Rồi, giúp khảo sát những chi tiết nhỏ như là vi xuất huyết hoặc là ống vôi, phải ống vôi ít đó. Chứ không phải ống vôi là nhét nguyên cục đá vôi vô đầu tự quá ai cũng thấy chưa. Ống vôi không phải là ống vôi cho những cái mạch đi ti thôi, đúng không? Ống vôi không phải là ống vôi cho những tế bào não mà tự nhiên 2-3 tế bào não lại đó mà anh em mình cơ thân với nhau, đóng vôi chung với nhau, không phải. Ống vôi có nghĩa là cái người đó, người ta đóng vôi cho các mạch máu não, có thấy chưa? Tôi rất là thấy chưa? Vậy hỏi cái áo dễ hơn nè, thấy đóng vôi mặt bằng chưa? Mặt cách nào? Thấy mặt cách nào? Chụp CT hả? Có CT. CT gì? CT mặt bằng. CT mặt bằng chính thống học chính, học chính học chính sao vậy? À là mới chụp vô là sáng lên đi. Vậy thì nếu mà mấy người đóng vôi mặt bằng có làm được chính mặt bằng hả? Có, phải đưa nó có. À, thì bác sĩ coi, sĩ coi thì nói chích đi em là quốc liệt, bác sĩ nói còn chích, còn chích, còn không cần lại. Khi nào thì mình chích, mà khi nào mình chích? Anh nghe có gì nữa, anh nghe có gì to to đây ạ? Lớn lên, đứa nào nói lớn lên, sai tối. Calcium score, calcium score, cái nào được, đúng không? Bao nhiêu điểm thì học chích. Tính điểm có cách nào? Bây giờ biết sao anh nói giỡn cái thôi đó, tại vì mình chưa có đi làm, cho nên mình chưa thấy được cái nào kiếm tiền, cái nào chưa kiếm tiền, cho nên mình không có quan tâm nhiều. Mà mốt mình ra đi làm mà mình thấy là các cái viên trưởng á, ở cái chỗ mình làm á, lương mình là 60 triệu lương cứng kèm với những cái khác, còn mình làm kỹ thuật viên thường á thì lương của mình là 6 triệu cộng với lại lúc đó mình mới thắc mắc, mình nói là mà kỹ thuật viên trưởng không làm gì mà làm cái đi được. Cái ông hỏi là mày biết anh xin score không? Sai tôi biết. Tự nhiên lúc đó mình về học anh xin score thì lý do là ảnh hưởng đến tương lai nghề nghiệp của mình, phải không? Bây giờ đang ngồi trên ghế nhà trường, tất cả chúng ta là như nhau, anh em mình giống như nhau hết, nhưng mà ba con sao giống nhau không?
có mấy đứa làm hãng nó xài đồ Chanel, nó đeo đồng hồ cái tắc clip Rolex rồi không à, thấy không, nó mang dài rồi, nó phải mang mấy cái đôi kiểu như là mười mấy hai ba trăm tủ đúng không, thì lúc đó cái đẳng cấp nó khác nhau. Vì sao? Vì những đứa nó chịu, vì nhà nó tìm hiểu cách Cisco, nó tìm hiểu về Hemo, Suwai, nó về nó gặp anh Thịnh là nó phun nó nhả cho anh Thịnh là phải nó anh dạy nó, đồ bỏ. Cho nên ai luôn nói các bạn cái gì? Anh là người đặt cái nền móng, cái nền tảng đầu tiên, những thứ anh dạy có thể là một năm sau, hay thậm chí là ba tuần sau, có thể là tiếp xúc cái nguồn kiến thức mới là cái của anh nó đã cũ hoàn toàn rồi. Nhưng mà đây là cái nền tảng. Mọi thứ có thể thay đổi, kỹ thuật có thể thay đổi, nhưng mà bệnh lý, con người và những cái kiến thức cơ bản nó sẽ tiếp thay đổi. Nên mình cố gắng nắm từ cơ bản mình đi lên, mình so sánh với cái mình đã có, hiểu ý em nói không? Thì cái kỹ thuật nào nó cũng vậy hết á. Đối với những cái đóng phôi mà đóng phôi mặt vành thì mình chụp cái CT nó có cái can sinh con tính cái điểm của những cái nhánh chính mặt vành. Ví dụ như tổng điểm của nó trên 200 thì mình sẽ không có chụp cho bệnh nhân, vì lúc đó chụp cho nó có ý nghĩa cho mình, mới chụp có cái công thuốc thôi thì lúc đó nó hiện đầy đủ lên hết rồi đó, nó hiện đầy đủ cái nhánh mặt lên hết, thấy luôn rồi, hiểu không? Mà thấy là cho nó phôi chứ không phải thấy cho cái mặt bệnh nhân. Nó nghĩa là gì? Có anh về thích ăn gì ạ? Bây giờ em cũng biết làm sao để giờ học vô móc phôi lên ra đúng không? Thì đóng phôi trong não nó y chang. Nếu mà cái người mặt vành đóng phôi được như vậy thì trong não nó cũng y chang như thế. Vậy thì khi mà chụp cái square ra đánh giá mấy cái vi xuất huyết, mấy cái đóng phôi, nó sẽ ra cái hiện tượng giống như vậy. Rồi cái quan trọng nhất của cái buổi chụp square này là đánh giá được cái tồn động sắt trong não, trong mấy cái bệnh lý của thần kinh. Có một số bệnh lý thần kinh nó gây cái tồn động sắt ở trong não, thì lúc đó người ta là nghiên cứu, ví dụ như là bệnh Parkinson hay là bệnh Alzheimer gì đó, có những đứa Alzheimer đó, cái nó mượn tiền mình không giờ nó nhớ cả cái kiểu mà nó Alzheimer gì đó, chứ là nó hay Parkinson. Có nghĩa là gì? Bao giờ nó làm bài, nó làm được bài, nó làm người ngon, bữa này ngon không, nó làm được cái nội dung hết Parkinson, đơn giản chỉ có vậy thôi đó. Cho nên là lúc đó nó sẽ đánh giá một số các bệnh lý ở trong não đặc biệt, thì có yêu cầu là cử dụng quay, mình hiểu ngay quay và đánh giá gì? Đánh giá vi xuất huyết, đánh giá đóng mồi và lắng động sắc từ trong não. Đó là cái gọi là cái lý do là sao mình chụp cái quay. Đây là cái hình quay cho máy single đúng không ạ? Single là máy MRI 3T của Siemens. Đó, còn thấy người đúng không? Cái này đã ha, quá đẹp. Giống như kiểu mà uống một cái ly mà gì đó, cái gì cappuccino mà vẽ hình lên đẹp quá đẹp. Anh không hồi anh uống thấy gì tương tự luôn. Còn cái này giống như kiểu mà mình một cái con bướm mà mình ép lại á, không nhìn nó đẹp lắm, đẹp cho mình thì không đẹp cho bệnh nhân. Nguyên tắc chụp hình ra một nhiều máu vô hùng vùng nhiều máu đẹp quá. Đem cái lớp đi máu cáo bài rồi em đẹp, đem cái hình nhiều máu nó đẹp ghê, đúng rồi, bệnh nhân nó chết rồi. Bùng nhiều máu rộng quá đẹp, nhiều máu đổ cái não luôn đó, vấn đề đơn giản vậy đó. Rồi ngoài cái chuỗi sông đó là mình đánh giá cái xuất huyết và cái đóng phôi, mình còn cái bệnh lý mà bữa có nói nhiều đến, đó là bệnh lý đột quỵ. Vì ngày hôm nay á, càng ngày người ta thấy rằng là cái đột quỵ nó càng trẻ tuổi là các bạn. Ngày xưa nói đột quỵ là chắc 60-70 tuổi, 80 tuổi vậy đó, nhưng mà người ta đột quỵ người ta huy chung. Ví dụ như có cái ông đó ở dưới quê, đùng cái ông lăn ra ông chết, ông đau được chúng tôi ông chết. Phải ông đó sao chết? Bị đột quỵ. Ông đột ông quỵ xuống, đột quỵ có nghe đang đứng nha, đột ông quỵ xuống, đột quỵ. Đúng không? Còn có cái ông kia ông nhờ máu não, rồi ông lăn ra ông chết. Ở dưới quê cũng nói, mãi sao ông chết? Ông bị đột quỵ. Có nghĩa là đột ông quỵ xuống, ông cũng chết luôn. Như vậy cái từ đó nó dùng chung. Bây giờ nó vẫn đang dùng chung. Đột quỵ thật sự là vậy các bạn, có nghĩa là mình đột ngột, mình bị tắc cái mạch máu nào đó mà làm cho mình không có đứng vững được. Cho nên đột quỵ có thể là nhồi máu cơ tim, đột quỵ có thể là nhồi máu não. Như vậy khi mình xác nhận với một cái chuỗi xung mới mà không mới, có nghĩa là chuỗi xung đánh giá, cái này là đánh giá cái gì đây? Chuỗi xung ADC được xem đánh giá cái gì? Quân tay. Có nghĩa là chuỗi xung này sẽ đánh giá được cái vùng nào mà thiếu oxy, hạn chế tưới máu, cho nên lúc đó các cái kênh natri kali nó đóng lại, nước bị giữ lại trong tế bào, nó phù lên,
nếu mà sau một thời gian không được mở ra thì nước nó tích từ từ nó chỉ vô được, nó không ra được, kênh chỉ nó có một chiều thôi, nó sinh ra hiện tượng gì, vỡ tế bào. Đây đó chính là nguyên tắc của đột quỵ, nhồi máu não. Cái đó là nhồi máu não là phải khi nó đóng cái kênh nước mà nó đóng luôn hai chiều, cái là mày không ra, mày cũng có vô nhà tao thì mọi thứ có gì để nói chứ, nhưng mà nó đóng có một chiều, nó đóng chiều ra, còn vô đây, chúng ta vào đây, đúng không? Để chi? Để chúng ta nở ra, để chúng ta nở ra. Nhưng mà cái vỏ tế bào của chúng ta thì sao? Giới hạn. Cho nên tới một lúc nào đó nước vô nhiều quá thì sao? Hưng, bể ra, hay là gọi là bị nhũn não. Còn nếu mà bị nhũn não một thời gian nữa, nó trở về mọi thứ bình thường, còn cái ổ dịch thôi, nó gọi là nhiễm não. Đó, từ Việt Nam hay lắm, nhũn là đến nhiễm. Sao nhiễm não nó sẽ là cái gì mà bạn biết không? Teo. Là teo não. Đó, cái phát triển cái quá trình của nó sẽ là nhũn rồi nhiễm cái nổ teo. Nó sẽ là vậy đó. Vậy thì cái chuỗi xung này nó làm cái gì? Trong quá trình mà bệnh nhân bị đột quỵ, trong những cái giờ vàng là sau bao nhiêu tiếng? Trước 6 giờ, nhưng mà vàng nhất là trước 2 giờ. Nhưng mà hiếm ai mà vô trước 2 giờ. Có biết bạn biết tại sao không? Thì mình không tin vào số phận. Không lẽ một thời tắt bệnh máu của anh? Không, anh chỉ chống mặt thôi. Anh không có vấn đề gì, em cứ để anh ở nhà, không sao đâu. Anh bị vô bệnh viện là anh chết bệnh viện, kiểu gì đó. Không có tin thôi. Nên các bạn á, phải tin. Thấy chóng mặt chút xíu chạy mình cứu nha, không có gì về, không sao đó. Mỗi lần về vô cái bốn triệu á, làm hồ sơ bốn triệu, nhưng mà không sao đâu, khả năng còn các bạn cứ có gì chạy đi bệnh viện cái chạy về, nhưng mà an toàn. Giờ vàng anh Thịnh nói là trong 2 tiếng là phải đưa đi bệnh viện rồi. Cái thứ hai là phải gác lại để chi mua cái nhà sát không bệnh viện. Có chuyện gì nữa nhảy xuống chạy vô nhà, chạy bộ mang giày lên luôn, em lên cái đơn vị cấp cứu luôn, đơn vị cách ly đột quỵ á, đó là em nhận cái mình. Em mặc quá sao mặc nhức đầu quá, coi em có bị đột quỵ không? 2 giờ vàng thầy em dậy. Trong cái thời gian vàng dưới 6 tiếng đó, nếu các bạn can thiệp kịp thời có thể cứu được cái phần não, nó hồi phục từ từ. Vì trong não mình hay lắm, nó có cái gọi là tuần hoàn tàn hệ, có nghĩa là gì? Khi trụ cột kinh tế gia đình là ông xã mình mà ổng có gì bé, hoặc là ổng đột ngột ổng nằm chọn ngay lập tức kinh tế bị cắt đứt, thì đầu tiên ba má chồng sẽ gửi cho ít tiền, sau đó tới anh em chồng ủng hộ, rồi ba má mình ủng hộ, mọi thứ xung quanh nó đem tiền về cho mình một ít, nó gọi là tuần hoàn tàn hệ. Còn tuần hoàn chính của mình bị cắt đi, ngay lập tức cơ thể mình sinh ra những cái vòng tuần hoàn nhỏ hơn, nhưng mà nó nhỏ hơn, ổng đưa mình tháng 50, má mình không thể cho mình 50 được, có thể cho 5 triệu thôi. Cái vùng tuần hoàn tàn hệ nó bị cái đó. Vậy thì để phát hiện sớm á, người ta dùng trong MRI á, nó có cái chuỗi xung, đó là chuỗi xung cái tháng này, có thể phát hiện được nửa tiếng nhồi máu là đã thấy. Có nghĩa là khi cái vùng đó chỉ mới là thiếu oxy thôi, hạn chế phát tán đã thấy được trên cái chuỗi xung này rồi nha. Thì cái chuỗi xung này thực tế là một cái hình T2 và một phần là nặng phát tán, cho nên mới có cái câu chuyện là nó có hai hình, một hình là một hình diffusion, một hình là ADC. ADC map là cái bản đồ phát tán, còn cái diffusion là cái hình mà hình ảnh cái biên để thể hiện được cái vùng nó có hạn chế phát tán hay không. Nó cái hình thiên hướng T2. T2 là sao? Ông bộ có nói trong cái vùng chậu rồi, giờ nói lại, mà nói lại mà dù có thi làm không ra nữa thì chỉ có tên đường thôi, đúng không? Câu này phải chừng điểm chưa? T2 có nghĩa là người ta dùng một cái hình T2 với bi bằng không, có nghĩa là anh không có công kích bất cứ thứ gì vô, bi bằng không. Người ta kích một cái hệ số bi gọi là hệ số phát tán, người ta kích một cái sóng nhưng mà nó đồng pha với những cái mà nằm ở trong cái vùng đó để nhiễu phá. Khi kích vào đó, ngay lập tức tất cả những cái hạt nước nó thu nhận tín hiệu, nó ngay tại dưới đầu pha. Mà nó thu nhận tín hiệu thì sao? Nó chạy nhanh hơn. Bắt đầu những cái thằng nào mà phát tán tốt, nó sẽ gia độc vào nhau và nó triệt tiêu tín hiệu của nhau. Ngay lập tức nó mất tín hiệu. Như vậy mới đi càng cao, thì cái thằng nào mà phát tán tốt, nó sẽ có tín hiệu thấp xuống. Nếu mà đi càng cao, mà cái thằng nào có tín hiệu càng cao theo, chứng tỏ là nó bị hạn chế phát tán, có nghĩa là vùng đó đang thiếu oxy, hay nói cách khác là đó là vùng nhồi máu trên não.
Như vậy nó bóc chụp cái diffusion lên, bóc cái hình diffusion lên thì bóc nó có 3-4 nút hình trên đó. Vậy thì coi hình nào? Hình bề ngang. Mình phải trước tiên là định dạng là phải coi diffusion chứ phải coi ABC. Và bi, là phải lựa bi nào, bi cao chứ. Có thể có máy người ta chụp là bi 0-500 ngàn, có thể là 0-700 ngàn hay tùy. Nhưng mà bi nào cao nhất lấy hình đó ra coi. Và coi cái gì trong hình đó? Coi cái chắc chắn. Coi nếu mà trên cái hình đó thấy bác sĩ hay lắm, chị vô bác sĩ mới đi học cái đó, vô hồi cái bác sĩ dùng cái hình bác sĩ lướt xé cái đường chạy chị nó hồi bình thường xong ra nha em còn muốn bác sĩ mỗi người đưa bác sĩ coi, bác sĩ coi gì mà thấy hay lên hai xuống em chưa kịp nhìn gì hết trơn. Bác sĩ kêu bác sĩ lúc kiểu mà mắt đèn nha, nhìn vô thấy ngay không phải. Tại vì trên cái hình đó người ta chỉ cần coi là có cái gì nó sáng lên không. Không, nếu mà có cái gì mà bùng cháy lên rồi xong rồi đó. Em ơi, chỉ tạch máu đi em, chỉ còn tắt mặt nào, đúng không? Còn nếu mà không thấy gì thì chỉ cho ra như là cái vùng não nó vẫn đáng bình thường, nó không thiếu oxy là ok rồi. Đó. Như vậy, ở cái này, thì cái hình này được gọi là cái hình diffusion nè. Thấy chưa? Và cái vùng này đẹp không? Trời ơi, cái này đẹp quá trời luôn nè. Quá đẹp, điểm chiên chụp quá đẹp đó. Tại do bệnh nhân có khỏe nên chụp được ra cái hình vậy. Thì cái nào mà nó sáng ở trên, nó sáng lên trên cái hình diffusion thì trên ADC map nó tối hay nó sáng? Nó tối. Bởi vì ADC map là cái hình nói về cái cường độ phát tán. Thằng nào phát tán càng tốt thì cường độ nó càng cao. Thằng nào phát tán càng kém như bị hạn chế phát tán thì cường độ nó sẽ thấp xuống. Thì lúc này đây là cái hạn chế phát tán thật. Nó sẽ có cái tín hiệu cao trên cái bi cao, bi ngang và có tín hiệu thấp trên cái ADC map. Thấy chưa? Hình này nó có hai vùng. Một cái vùng, thấy không? Nó tới cửa lùi à. Thấy không? Nó tới cửa lùi à. Đây nè, ở trên cái hình diffusion, vậy tổng của nó cũ hay mới? Cũ rồi, có nghĩa lúc đó cái ổ dịch nó có tán ổ rồi, đúng không? Và ngay lập tức nó sẽ có tín hiệu cao trên đây luôn, có nghĩa là nó đã có tán tốt rồi, phải không? Nhưng mà nó có cái viền, nó có cái viền xung quanh. Cái viền xung quanh nó có tín hiệu cao lên, phải không? Như vậy thằng nó hẳn có tán không? Có không? Có. Là nhiều việc tắt chắc là có á. Đoán được đó là có á. Nhưng mà không phải đâu. Cái đó gọi là phản ứng vỏ của cầu tương tụ. Có nghĩa là ở trong não mình á, bình thường nó không có cái vỏ đó. Mà khi mà cái ca đó bị nhồi máu xong nó chuyển qua nhũn rồi, chuyển qua nhuyễn rồi, nó chuyển qua teo lại á, thì nó có cái ổ dịch trong đó. Thì mọi thứ nó sẽ tạo ra cái lớp màng, lớp vỏ để nó bao nó lại, để nó không cho chảy đi lung tung, đúng không? Thì khi đó cái ổ đó nó sẽ có cái vỏ, nó có cái phản ứng màng, là cái phản ứng mà hạn chế phát tán á, giống vậy đó. Như là tổn thương này là tổn thương cũ hoàn toàn tốt ổn ha. Vậy là mình biết được hai cái đó. Thứ nhất là một cái vùng đánh giá cái vùng nhồi máu ở trên các cái bi. Thứ hai là cái ADC map. Thứ ba là cái phản ứng màng của những cái tổn thương cũ, nó sẽ có cái phản ứng đó. Đây là cơ chế chuyển động hạn chế, chuyển động bình thường và chuyển động nhiều. Chuyển động nhiều có nghĩa là vô nhận tín hiệu, chuyển động nhiều là nó chỉ kêu tín hiệu density. Đây, vùng chuyển động hạn chế là vùng này là vùng nhồi máu, cho nên nó không có chuyển động được, cho nên nó không có chuyển kêu tín hiệu, cho tín hiệu nó hoạt động ta. Chuyển động bình thường là những cái vùng não này chuyển động bình thường, tại vì nó có ít dịch. Dịch á, nó tùy theo chỗ nó nằm, có những cái dịch nó nằm trong tế bào, cho nên nó không chuyển động tự do, dịch tự do được. Có những cái dịch nó liên kết với mỡ, cho nên lúc đó nó không có chuyển động tự do được. Hiểu không? Nói là dịch coi trong cơ thể nó không phải lúc nào nước nó cũng nằm là nước riêng đâu, phải không? Đôi lúc cũng phải là ép nó ra, nó ra, chứ không phải là nó làm riêng, nó không làm riêng được. Đây là vậy. Rồi, đây là cái phần sau là anh nói về nhồi máu. Thì cái này chỉ để học thôi. Rất mới, 1-4 giờ, mới khám cấp 4 giờ đến 10 ngày, cũ. Cũ không có số. Kỳ vậy? Đó, lớn hơn 10 ngày đúng không? Nhiều đứa tất mắt nó hết anh. Kỳ vậy? Tự nhiên cũ không có số, mấy kia có số, cái cũ không số. Ngày cũ nghĩa là nó lớn hơn cái này, đúng không? 1-4 giờ rất mới. Mới học 4 cấp là 8 cấp là từ 4-10 giờ. Nhưng mà cũ là sau 10 ngày là bắt đầu rồi. Là tổn thương nó cũ rồi, bắt đầu hồi phục rồi. Rồi biết tên gì không? Hôm bữa biết tên chú Lộc ở bên cơ số 1 không? Thứ nào biết? Rồi có đi thăm không? Trời ơi, vô thăm ghê luôn, biết không đi thăm. Cái đứa này được nè, không biết, không biết, không đi thăm, biết không đi thăm, vô thăm.
biết chú đó thôi. Bây giờ nói chuyện này không phải nói biết chú đó thôi nha. Không biết chú bị gì. À, hôm tuần rồi cứ lòng như mong. Mới xuất viện cách đây mấy ngày. Chú ở nhà bị đau bụng. Nhưng mà nó cứng người. Xong rồi chú chạy xe máy từ Long An lên động dược mình để chú làm đó mà. Chú nhập viện. Nhập viện vô thấy ra nhồi máu. Vô cái bệnh viện mà đỡ người á. Nó nói hết được. Đó, lên cấp cứu ở bên căn dịch cầm máu. Nhưng mà ổn rồi, nên về rồi cái bụng nhỏ không có lớn lắm. Nhưng mà thấy không, chú Lộc là người nổi tiếng về trên thể thao. Tập gym, huấn luyện viên gym của quận 7 ngày xưa. Đó. Nhưng mà đúng cái là nhồi máu rồi. Từ mà Covid tới giờ là nhiều người nhồi máu lắm. Thật. Cho nên là bữa nào nhớ nha, hai tiếng vàng. Có chuyện gì nhớ chạy đi bệnh viện, bỏ một chuyện. Không có gì đâu. Rồi, đây là cái vùng nhồi máu. Các bạn thấy không? Đối với một cái hình ở trên flare chưa chắc là mình thấy nó nhồi máu. Ở đây mình đang coi những cái hình này là những cái hình nhồi máu rồi. Mình vô thì mình để ý ngay. Nhưng nếu bình thường không để ý, mình có thể bỏ qua cái tổn thương đó. Thấy nó lờ mờ. Nhưng khi mà mình chụp cái diffusion lên á, các bạn thấy rõ không? Nhồi máu nhìn rõ không? Quá rõ luôn. Này là nhồi máu mấy cái nhân trong não á, nhân bèo lộ này kia nè, thì ra là nhồi máu mấy vùng này á. Sợ lắm, vì sao? Vì bệnh nhân á không có yếu, có nghĩa là yếu nhẹ thôi, không có yếu nhiều, chỉ có điều là nói không được thôi. Cái này là mấy cái vùng này là những cái vùng mà điều khiển nói chuyện rồi, cho nên là với lại mấy cái vùng này nhiều khi nó lan rộng chút xíu, nó gây lé, bị lạ rồi chơi vậy thôi, chứ không có gì chơi. Cái vùng này không có chết. Chết là vùng nào các bạn biết không? Nhồi máu vùng nào nó hay nghi chết các bạn biết không? Một á, không tên tim, chẳng nói là nhồi máu tim mà đương nhiên chết à. Ta gọi nhồi máu não nè. Vùng não chết não không có nghi chết. Rồi nghi chết. Thứ nhất là nhồi máu thân não, đúng rồi đó. Thứ là mới nói nhồi máu hố sao. Nếu mà nhồi máu hố sao nó lan rộng có đến trung hô hấp có bệnh nhân ngưng thở. Chết. Chết cho ngưng thở. Chứ thôi chết, nếu mà cấp cứu kịp thời là nhân cái thở máy. Thở máy khi nào vùng đó mà phục lại thôi. Còn bệnh nhân đột ngột bị nhồi máu tới cái vùng, tại vì dung cơ hô hấp nó nằm ở sau tiểu não. Cái thứ hai nữa là gì biết không? Nhồi máu thái dương. Tại vì nhồi máu thái dương hay gây gì biết không? Yếu liệt ngay tại chỗ té cái đùng. Đập đầu xuất huyết não chết. Chết do xuất huyết cho cái. Thiệt. Tức là những cái người lớn tuổi á, nhồi máu đột ngột đang tắm như vậy trong buồng tắm á, họ té mà đập đầu xuống, cái vô là họ xuất huyết, họ chết do xuất huyết, chứ phải do vùng nhồi máu đó, hoặc là cái nhồi máu nó lan rộng. Đây, nhồi máu nè các bạn có thấy cái bên trái không? Ở bên phải mạch máu nó còn đầy đủ nè, thì cái lập tức bên trái, ở đây là vùng một gan, ở đây là vùng một bệnh nhân, đây là cái hình của ta nhồi máu từ dưới lên. Như vậy là nó tắt ở đâu đó ngoài rồi đó. Các bạn thấy không? Động mạch thân này thì còn như nguyên này, nhưng mà động mạch cảnh mất tiêu rồi. Mạch cảnh bên trái mất rồi. Như vậy là nhồi máu được nằm lớn nha. Cái này phải can thiệp rồi. Không can thiệp thì sao? Vùng nhồi máu người ta sẽ lan rộng từ từ. Bởi vì đây là nhồi máu mạch lớn, bắt buộc can thiệp. Chứ không có theo dõi được. Nhồi máu theo dõi có nghĩa là nhồi máu trong cái mạch nhỏ. Khi mà cái can này nhồi máu ở đây, nhưng mà chụp ra thấy mạch máu phía dưới là bình thường, nó mất một đoạn nhỏ đến đây thôi. Thì ca nó không có can thiệp. Tại vì cái mạch máu nó nhỏ quá. Nhưng mà nhồi máu như thế này chụp lên cái hình này mà tích thuốc ra nó tắt ngay đầu dưới thì bắt buộc phải can thiệp ngay. Vì cái mặt nó mặt cảnh là mặt lớn, nó sẽ cái vùng nhồi máu nó ngày càng lan rộng ra, nó làm cho bệnh nhân bị phù não. Phù não là tăng áp lực nội sọ, sẽ làm cho đẩy cái não tụt xuống dưới, nó gọi là bị tụt não. Tụt não là nó tác động vô trung hô hấp. Dạ, đơn giản chưa? Đây hình này hãy thấy rồi, nhồi máu cũ ha. Rồi có hình top 3D. Cái hình top 3D này á không có gì để nói đó, tại vì nãy giờ nói rồi, cho nên giờ chỉ quay lại nhắc lại thôi. Thứ nhất, hướng cắt nó bờ dưới để chai, phải không? Nhưng mà nhớ ha, quan trọng nhất của nó phải là gì? Mặt cắt nó phải vuông góc cái hướng đi của cắt mạch lớn, nhớ chưa? Chính vì vậy những cái mạch từ dưới của mình nó đập lên á, là mạch lớn nó đập từ dưới lên thôi. Cho nên mình phải cắt hướng ngang, cắt axial. Bởi vì nó sẽ vuông góc cái cắt mạch lớn mới tận dụng được cái gọi nguyên lý kỹ thuật của nó là gì? Bảo hòa mô xung quanh và tăng cường dòng chảy.
có nghĩa là nó chỉ nhận những tín hiệu nào mà có độ biến tim tăng liên tục thôi, còn tín hiệu nào mà chỉ tín hiệu đều đều nó sẽ tự bảo hòa để nó hủy những tín hiệu đó đi. Nên lúc đó khi mình sụp tét ra nội tuần huyết á, nó chỉ có cái dòng chảy mạch máu thôi, chỗ nào có dòng chảy tín hiệu nó tăng lên thì nó nhận những chỗ đó. Về nguyên lý mới nhớ nha, bảo hòa mô xung quanh và tăng cường dòng chảy. Rồi đây là cái hình top 3D này các bạn. Thì top 3D á có hai phần. Phần thứ nhất là cái phần đó được gọi là cái hình sụp, là cái hình mà mình quan tâm nhất. Hình sụp đó nghĩa là hình đó là hình gốc, còn cái hình này á là cái hình viết mình dựng hình lại rồi. Vậy thì các bạn nhìn trên cái viết này nè, các bạn đoán ngay cái hình này được cắt bao nhiêu rút? 3 rút ghép lại đó, cho nên nó có cái hiện tượng này nè, gạt là do làm sao? 3 rút đó đương nhiên trong thời gian ghi hình 3 rút đó, bệnh nhân làm sao mà nằm yên tuyệt đối được? Chỉ có người chết mới chịu bí mật cho con, mà chỉ có người chết mới làm được tuyệt đối là con. Nhưng đố các bạn, người chết có được ra được không? Không. Không. Đứa nào có được chết lên không? Chết là tim nó đập đâu. Tức là có chuyện này ra sát chết à? Tới bây giờ nha, cho tới bây giờ nha, anh chưa làm ra xác chết lần nào chưa, nhưng mà làm CT xác chết rồi. Thì theo nguyên lý á, người ta không có làm ra xác chết. Vì sao? Vì MRI á là cái sự tương tác giữa cái dòng chảy giữa bệnh nhân, giữa sự thay đổi mô tế bào, độ sai biệt cái gọi là tính chất học của các mô với lại cái ông trong tương tác với mấy cộng hưởng từ. Cho nên nếu một bệnh nhân đã chết rồi thì cái việc gì đầu tiên, dòng máu nó ngừng chạy. Cho nên lúc đó chụp tín hiệu trên em trai nó sẽ bị thay đổi. Vì lúc đó giả sử như mình học trên cái hình T2, trên hình T2 thì trong những cái yếu tố mà tín hiệu thấp nó có một yếu tố đó là gì? Dòng chảy nhanh. Vậy thì lúc này dòng chảy đó biến thành dòng chảy chậm. Nhưng mà dòng chảy chậm lên T1 nó sẽ sao? Nó sẽ sáng. Như vậy lúc đó tĩnh mạch hay động mạch tất cả nó sẽ đều sáng ở T1 đó vì nó đứng yên. Lúc đó bệnh nhân chết có nghĩa là chỉ còn máu nằm trong mạch thôi chứ nó không có chảy nữa, tim không có đập, phải không? Vậy thì lúc đó nó thành những cái vùng dịch mà chứa nhiều oxy, nó thay đổi hoàn toàn tính chất của một cái hình phòng tương tự, hiểu không? Cho nên người ta không có chụp MRI xác chết mà ta chỉ chụp CT cắt lớp qua cái xác chết chứ thôi. Những cái người mà hiến cái đi học vậy á, ta chụp qua để ta làm dữ liệu luôn này kia với lại tìm nguyên nhân chết, hiểu không vậy? Rồi, vậy thì cái top sụn này á, nó có cái lý do là khi mình dùng huyết á, đôi lúc á, dựng hình nó không rõ ràng. Rồi, lúc này các bạn nhìn ở trên cái hình này thì nó có cái hướng của cái mạch máu á, nó chạy ngang vô trong hai cái mặt cảnh đó, nó chạy vô các bạn thấy không? Thì lúc đó cái hướng chạy của mạch máu đó, nó sẽ ngừng song song so với cái mặt cắt của cái top. Cho nên trong cái top đó, nó thường hay bị đặt đi khắp bởi những cái mạch máu chạy ngang. Cho nên nếu mà trên cái hình top mình dựng ra mình thấy được rằng là mạch máu bị hẹp ở điểm này đối xứng hoặc điểm này đối xứng. Nếu mà đối xứng nhau thì đó có thể là giải phẫu bình thường thôi, không có lo lắng gì hết. Do dòng chảy nó chảy ngang qua cái mặt phẳng đó thì lúc đó tín hiệu nó bị thay đổi và nó bị triệt tiêu mất tín hiệu đi, trên dòng chảy nó bị mất tín hiệu. Vậy đây hình đó là biết rồi ha. Thứ nhất top là chụp ba d, tại vì để sao? Để dựng hình mặt áo là để biết mà, phải không? Chụp ba d khác cái chụp từ lát chỗ này. Chụp từng lát nó có cái lát, nó có cái gọi là dissection, có nghĩa là hai lát cắt phải rời ra, vì nếu hai lát cắt chồng lên nhau sinh ra hiện tượng gì? Nhiễu. Cùng một tớ là cùng có một cái tín hiệu đó thôi, nhưng mà cậu ghi nhận tớ hai lần, chứ lát cắt kia cậu đã nói tớ đây vô lớp tao cái điểm danh hồi lớp kia điểm danh chứ mày đặt chạy qua vậy, tổng tiết số mình đo ra sơ sai đúng không? Nhưng mà ngược lại, trên cái tín hiệu 3D thì bắt buộc các lát cắt phải chồng lên nhau một lần. Vì khi nó có gáp
thì cái phần gáp đó các bạn đâu có thu nhận tín hiệu được, vậy làm sao các bạn nhìn hình? Đồng ý anh không? Nên cái khác biệt lớn nhất của chụp 3D với lại chụp 2D là chụp 3D và thu nhận dữ liệu khối và hai lát cắt phải có chồng lên nhau. Lúc đó nó sinh ra một cái yếu tố là reflector sẽ có số âm. Đây các bạn. Còn lại tất cả các reflector đều phải là số lớn hơn không? Duy chỉ có trong kỹ thuật chụp 3D của Embraer mới có cái reflector âm. Hiểu không? Ok chưa? Reflector âm hiểu được từ đâu có chưa? Như vậy nó âm càng lớn thì hai lát cắt nó chồng lên nhau nhiều chứ? Nhiều. Còn bắt đầu nó dương lên là hai lá cắt lên rời ra nhau, vì bữa nào mình chỉ có mình làm mặt không được, cơ sở một thể lên bắt hết, phải chỉ chỗ nào mà không lên bắt hết, các bạn chịu khó bạn chụp top hai lần, một cái bạn đẩy cái miếng cái cò lên rất lớn đến chiều như là 50 hay là không luôn, còn một cái bạn chụp từ cái miếng cái cò 5-30 xem hai cái hình top cái hình nào đẹp hơn, đơn giản vậy nha. Rồi nhớ ghi nhận tín hiệu giao như chạy cái cách vậy thì lúc đó mà mai mốt mà đi thi hoặc là đi đâu đó mà ai hỏi là hình tốt ghi nhận được hình ảnh các bạn nào đúng hay sai? Sai. Tốt không có ghi nhận hình ảnh mặc áo nha, nói vậy là sai vì tốt chỉ ghi nhận hình ảnh dòng chảy của mặc áo thôi. Như vậy nếu mà chụp tốt ra mà người ta nói là ùm cái mặt này nó bị dày thành, cái áo này nó bị dày thành, nó có cái gì đó vậy, tại vì trong trường hợp nó không có ghi nhận cái, nó không đánh giá cái thành lòng áo, thành lòng áo phải đánh giá sinh ASO lên một cái sách. Rồi sát chặn nhiễu xoang tĩnh mạch dọc trên, xoang tĩnh mạch dọc trên là cái xoang chạy phía trên nó cũng có dòng chảy mặc dù nó chảy nhưng mà mình có thể dùng sát mình xóa tín hiệu của nó đi để khỏi ảnh hưởng đặt thấp vô, nhưng mà đôi lúc mình cũng chẳng cần xài thì sao biết không, thì cái tốt mình có chụp thấp cái não không, tốt mình chụp có lên bờ ngang coi cái nọ bờ trên của thể trang thôi để mình ghi nhận cái đa giác virus thôi, còn phía trên thì mình đâu có ghi nhận đâu mà cần gì phải xóa sát làm gì, đúng không? Rồi tiếp có giá trị nhận thoáng trong túi phình hay hàng hồi não nhớ nha, có giá trị trong này chứ không phải là khẳng định được, chỉ là có giá trị nhận thoáng không có nghĩa là anh mới giải thích rồi. Nếu cái ca có thấy túi phình thường bác sĩ sẽ kết luận là túi phình luôn, nhưng nếu mà thấy hàng cái động mạch não không có bác sĩ nào dám kết luận là hẹp, mà người ta sẽ là mất tín hiệu dòng chảy, cô mô tả người ta sẽ là mất tín hiệu dòng chảy của động mạch não cảnh cảnh não bên trái, được chưa? Nghi hẹp nặng đề nghị chụp MRI chính thức đã từ để đánh giá mạch não, như vậy nhớ là chỉ có giá trị thôi. Rồi có một phần thiên hướng T1 cho nên điện ảnh giả những cái phần có tín hiệu cao hơn T1 có nghĩa là gì? Nếu như cái ca này mà nó có cái cục xuất huyết nó nằm trong não thì theo các bạn chụp tốt nó có hiện lên không? Theo dựa trên cái câu này vậy thì khi mà cái ca là cái cục cái ca đó nó có cái cục xuất huyết nó nằm trong não vậy thì khi mình chụp cái MRI mình chụp cái tốt á cái cục xuất huyết đó nó có hiện lên không? Đúng không? Cho nên rằng á là nếu như gặp một cái ca nào đó nó có một cái dị dạng động mạch não á, thông thường các chị sẽ yêu cầu mình chụp top 2D và top 3D. Top 3D đánh giá động mạch những dòng chảy nhanh, top 2D đánh giá những dòng chảy chậm. Nhưng mà hai cái hình đó đều có thư thiên hướng T1. Cho nên nếu nó từng có xuất huyết rồi và cái đá bùi nhiều gì đó, nó có thể nó hiện lên dòng chảy nó quá chậm, nó coi như cái khối có dầu protein trong đó thì cái tín hiệu của nó sẽ hiện trên cái hình đó. Chụp top là thấy được cái khối mà được chưa? Nhớ nha, nhớ mà thi đó. Rồi, lợi ích của chụp top. Thứ nhất, lợi ích đầu tiên luôn là cái tối thiểu mình sẽ biết được mình có bình thường hay không mà không cần phải tích phút. Bây giờ các bạn đi chụp CT hay tối thiểu bạn lớp lơ mặt cảnh đi, làm lớp lơ mặt cảnh, thấy mặt cảnh không? Nhưng có thấy được dài 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 có nào lên ăn? Em mới cạo đầu anh chưa ăn em cái mặt não em cái làm sao xíu được, đúng không? Nó rất là nhiều nên làm được đắp lên thì có mặt cảnh, do ở đây là mặt cảnh nằm sát ngoài rồi vậy nghe. Rồi vậy thì cái đầu tiên cái lợi thế nhất của nó là chụp được cái mạch máu, dòng chảy mạch máu mà không cần phải tiếp thuốc, có nghĩa là bây giờ cái tối thiểu của cái bạn của nó nghiêng không bình thường vô đề nghị là anh cho em vô chụp cái tốt cho coi mạch máu có bình thường làm được
tại vì á có thể là bất thường thì cần phải chích thuốc, nhưng mà nếu bình thường sẽ phản ứng được là bình thường, tại vì tất cả các dòng chảy của những cái mạch bình thường nó hiện ra hết. Có lúc trời thương mà các bạn trong dài dòng chảy khác nữa, lúc đó nó chụp ra nó thấy đó, đúng không? Rồi thứ hai, đoạn xa thì có thể cải thiện. Nếu mà có tim ca đô có nghĩa là nếu như mà mình chưa ưng ý với kết quả đó, mình có thể rằng nói là anh ơi, em muốn khảo sát cái đoạn xa hơn, có nghĩa là trên của cái bờ trên thế gian, em muốn coi em dạo này thế nào đầu, em cái đỉnh đầu nè, chỗ này nè, anh chụp trên cái tóc, xin lỗi, chụp mạch máu vùng đó, thì lúc đó mình đề nghị tim ca đô ha. Và cái dòng chảy do những cái mạch lớn này nó có dòng chảy nhanh, cho nên cái tóp nó cho cái hình ảnh hoàn hảo lắm. Như vậy thì đố các bạn là nếu một cái tóp của Nhi với một cái tóp của một ông già thì chụp cái tóp nào lẹ hơn? Nhi. Tại sao vậy? Tại sao? Bởi vì người ta hay nói gì? Tức là hãy có tiền như một ông già, nhưng mà sống với trái tim một đứa trẻ. Có nghĩa là người ta có làm cái già mà phải có đủ tiền, nhưng mà trái tim của đứa em bé làm gì? Còn già cũng làm gì nè? Tụt 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 tụt. Chán lắm, đập nghe là muốn ngủ luôn, kiểu vậy đó. Nhưng mà trái tim của đứa bé có thể lên đến nhiều phần trăm rồi. Cho nên mạch máu của nó, cái dòng chảy mạch máu cực kỳ tốt. Hai cái mạch của em bé là mạch chưa bao giờ da chạm cái gì, không có đóng mua, không gì, mạch nó mềm mại, nó chạy tốt, nó giống như da của nó vậy. Cho nên là hai em bé nó đẹp. Đứa nào phải làm da em bé không? Đứa nào có da em bé thì nhớ đi kiểm tra gì? Diêm hóa. Tiếp. Đây là cái em nói là đặc tiên phát của những cái dòng chảy mà nó chảy ngang qua trong cái mặt cắt. Lúc này á, trên cái hình tóp á, chúng ta thấy nó hẹp luôn, chúng ta thấy nó hẹp nè. Nè, ha. Vậy thì lúc này nó hẹp đó là có đúng là hẹp không? Không, tại sao nó không phải? Tại vì rõ ràng là nó đối xứng mà mấy nhánh xa thấy rõ quá trời luôn, mà không ai hẹp kiểu gì hết trơn á. Hẹp có nghĩa là hẹp bên thôi, hẹp hai bên đã bị nhồi máu rồi, là nhồi máu hai bên não. Nhồi máu được hai cái não hai bên chết luôn rồi, xong rồi nói nữa, phải không? Nhồi máu mới nhồi chút xíu là người ta đưa bệnh viện ta lên cấp cứu, nói được luôn rồi, tiêu tiểu tự động rồi. Cái này nhồi máu hai đường mạch lớn nằm hai bên não, rất là đối không có. Rồi thì cái hạn chế là hình ảnh á, nó thay đổi của cái tóp á, khi mà cái dòng chảy nó bị thay đổi là hình ảnh nó thay đổi. Cái thứ hai là dễ bị ảnh đi phát nhiễu hình. Bệnh nhân chỉ cần nằm, bệnh nhân buồn, bệnh nhân nói không muốn nằm, lắc đầu qua thì phát này nó bị nhiễu và chuyển động mạnh lắm, lướt gãy cái mặt, đúng không? Rồi bỏ sót con cuối bình nhỏ dưới 2 ly, nghe câu này là biết ngay là tóp cắt mấy ly rồi, cắt 2 ly, cắt 2 ly, cho nên bỏ sót những túi mình nhỏ dưới 2 ly, đúng không? Cắt cái độ dày có 2 ly à, túi mình nó nhỏ dưới 2 ly sao thấy? Tối thiểu phải lớn là cắt nó thấy á, đúng không? Đó. Rồi kiểm tra sao làm nguyên tắc có thể có ảnh giả liên quan đến coi, có nghĩa là nếu như cái ca này nó có hẹp, nó có can thiệp mạch máu rồi, nó có đặt cái coi có nghĩa là gì? Cái nòng mạch máu á, nó bằng nhựa hoặc là kim loại, tùy loại. Ai mà giàu có tiền thì làm bằng những cái hợp kim. Ai có tiền á sao bằng nhựa, ai có mốt thay, lo thay. Còn nói về cái nào phản bác chứ. Ai nó không có thay nha, nhưng mà tùy theo cái trường hợp người ta xài loại coi khác nhau, giá tiền nó sẽ khác nhau nha. Rồi. Không thấy nó mà xong sao có thể là biến thể bình thường, có thể là giả đồng mạch máu nằm trong các lá cắt. Đó, cái câu này chính là cái này. Còn không thấy đồng mạch này biến thể bình thường bỏ qua đi. Có nghĩa là cái đó trên những người bất thường giải phẫu. Thì khi bất thường giải phẫu như vậy họ sẽ yêu cầu làm gì? Họ sẽ yêu cầu làm gì? Không thấy động mạch ở đó sẽ yêu cầu làm gì? Kinh điển thần thánh chính là gadolin, kinh điển 900.000. Rồi shaito kono, ý nghĩa lớn nhất nghe nói nè, bổ sung kiến thức cho bác sĩ cho cái lắc cắt ASIO. Shaito và kono có ý nghĩa trong định vị tổn thương, có nghĩa là khi có tổn thương trên cái lát cắt axio, bạn có thể đo chiều ngang và chiều dọc của tổn thương, nhưng bạn không đo được chiều cao của tổn thương. Nhưng mà nếu mình có cái hình Shaito hoặc Kono, các bạn sẽ đo được cái chiều cao nữa của tổn thương nữa, hiểu không? Có nghĩa là mình định vị được cái tổn thương tốt hơn, giúp cho người bác sĩ định vị được cái tổn thương tốt hơn.
và đặc biệt có giá trị trong những cái làm chuyển hóa của u não, có nghĩa là chụp spectral. Khi chụp spectral bạn sẽ định vị được tổn thương và cái vùng đặt spectral chính xác hơn. Đó, đây là thông số. Thì rõ ràng đây nè, các bạn thấy cái vùng này khi chụp ra đây nó dễ phẫu, nó rõ ràng hơn vậy thôi, đúng không? Nó là dễ nhìn thôi. Đây là lý thuyết, bỏ qua. Tono, lý thuyết, bỏ qua, có giỡn thôi. Hướng cắt của thằng Corono, Sarko bỏ qua được thì lý do là nó cắt cho liền não, không có gì để ý đó. Nhưng mà cái Corono, nhiều người nói nhiều khác cách khác nhau. Có người thì nói là cắt cắt theo bờ gian tiểu não và thân não. Có nghĩa là đây có cái tiểu não, đây có cái thân não thì nó có cái rãnh ở đây, cắt theo đó. Được không các bạn? Được nha, được, khoan ra cùng. Hoặc là có cái sách đấy thì nó biết là cắt theo trục của thân não. Được không? Hoàn toàn được. Đó, vậy thì mình cắt ở đây cho lý thuyết anh cắt theo cái trục là trục của thân não. À, thân não là hướng nào mình cắt cái cua nồi theo hướng đó. Hoặc ở trên axio thì mình canh là bờ sâu của nhãn cầu. Đúng không? Vậy thì lúc đó sinh ra cái chuyện là lỡ người này bị tập nhãn cầu sao? Đúng không? Nên là cái này nó chỉ là tương đối thôi. Trên cái axio thực tế mình đừng có lựa cái này mà mình lựa cái đường liền não giữa, mình cắt vuông góc với cái đường liền não là ok nhé nha. Đây là hướng Kono. Rồi đây là mang cái hình Kono và Sanko, mình có thể nhìn có bác sĩ sẽ coi vậy các bạn, cho lướt xẹt qua xẹt lại vậy đó, thấy rồi, thôi bình thường không có gì hết. Bây giờ thôi thì nhớ trong cái slide này để ý quan trọng nhất là hỗ trợ cho chữ xung ACOTA trong việc đo chất nước tổn thương nếu có, đó là cực kỳ quan trọng của cái này. Cho nên đối với một cái ca mà nếu mà chụp ra trên ba cái hình ACO đầu tiên mà bình thường rồi là bác sĩ người ta sẽ sơ lược, người ta bỏ qua luôn, người ta ít nhìn lắm. Nhưng mà trên cái hình Corona nó có một cái giá trị đối với đầu tiên. Cái này nó không phải là ưu thế của anh Ray nhưng mà người ta cũng hay coi lắm. Hả? Coi cái hồi hải mã. Còn hải mã là gì? Con hải mã. À, hồi hải mã thì thấy dương cũng có thể. Nhưng mà thường nó sẽ có cái xung đặc biệt hơn là cái Corono Clear. Thật ra nó có một cái mà mình ít để ý, đó là cái viêm xoang. Viêm xoang thì là ưu thế cho những cái gì? Xe te, đúng không? Tại vì xe te thì nó sẽ cắt mỏng và nó cắt cái vùng xương của cái xoang nó bị nhiễu, phải không? Nhưng mà trên MRI nó sẽ giúp mình đánh giá được cái ca này có dày niêm mạc hoặc là nó có cái túi dịch hay không. Trên MRI thì nó cũng có một phần để giúp cho bệnh nhân Kono có thể thấy được cái viêm xoang. Đang học bây giờ người yêu nhắc có bác sĩ xưa má anh nói mà khi mà rứa lỗ tai có nghĩa là lúc nào nó đang chửi, còn khi nào mà ác xì là có người đang nhắc thật sự mà. Bởi đứa nào ác xì là còn chừng có người đang nhắc á, phải giỡn không? Đây là thuốc tương phản từ, nguyên lý của thuốc tương phản từ. Cái này gì nhà coi, đây là các cái loại thuốc tương phản từ đang sử dụng trên thị trường. Nó sẽ có là Minervix, Multihan, Omniscan, Dotamate, vân vân và vân vân. Nhưng mà các bạn có thấy dưỡng chất của nó là gì không? Gado gì đó, Gado Mutron, Gado Siliton, Gado Upcon. Upcon là sạc ở ngoài Hà Nội á, sạc là những quán Upcon. Thì cái có nhiều loại Gado ấy, nhưng mà tóm lại mình có hiểu được nó là Gado kết hợp với cái chất gì đó, tại vì Gado là một kim loại đó. Nó cái tổn thương mà đáng sợ nhất của nó chính là lắng động Gado trong gan. Cho nên Gado mà tiêm vào cơ thể mình tất cả đều phải nằm ở dạng muối bỏ hoài đấy. Vì lý do để nó không kết hợp cái gì trong người hết trơn. Cậu vào như là nhà tớ như thế nào thì cậu cứ ra như thế đấy. Cậu đừng kết hợp mà lấy đi cái gì của tớ. Đó là nguyên tắc của Gado. Đừng có cho nó lại. Hiểu không? Cho nên đó, về cái thuốc tương phản và thuốc cản quan nó khác nhau. Thuốc cản quan là đi đó, được đào thải 100% qua đâu? Qua chết thận. Còn cái thuốc tương phản từ đó, nó đào thải có thể là 50-50, 30-70. Nhưng nó đào thải qua hai đường là đường tiểu và đường tiêu hóa qua gan.
có nghĩa là bệnh nhân có thể là ẻ ra nữa, chứ không nhất thiết là bệnh nhân có thể là ấy ra, đúng không? Đó là nguyên tắc. Vậy thì từ cái chuyện đó nó sinh ra một thông số khác, đó chính là ure creatinin, hay nói khác là VSA, RSA của một người có thể chụp MRI gương mặt là bao nhiêu. Chụp CT thì GFA phải trên 60, CT chụp cảm quan là phải trên 60, bởi vì là 100% cái mức cảm quan là phải qua thận hết. Nếu mà dưới 60 được là còn thận dưới 60, nguy cơ suy thận cấp, viêm cầu thận cấp, được chưa? Còn MRI do nó chia ra như vậy thận lọc sao ít hơn, phải không? Liều lượng thuốc mà đưa vào sao ít hơn, cho nên GFA trên 30 là làm được MRI tương phản. Nhớ nha, như vậy trong cái MRI chích thuốc nó còn có một cái là sẽ làm cho những bệnh nhân có GFA thấp không làm CT được, vì có những ca CT bụ chích thuốc làm không được, chỉ có làm MRI, vì lý do sao? Lý do GFA thấp quá thì có uống mấy thôi, vậy là MRI được rồi nha. Đây là mấy loại thuốc đang xài đây nè. Rồi, qua đây chích thuốc tương phản thì trên thực tế của cái sọ não á, người ta xài hai cách. Cách thứ nhất là sau tiêm người ta xài cái chủ xung Antigrat và một cách T1 Passat. Cách thứ hai là người ta xài vai với T1 Passat. Vậy thì hai cách này được coi là một. Có nghĩa là sau khi chích thuốc vào, người ta có xu hướng là người ta sẽ xài một cái chủ xung hay một cái cặp chủ xung đều là T1 và phải phát sát. Biết là nguyên nhân tại sao biết rồi đúng không? T1 cái loại trừ tín hiệu của dịch, phát sát cái loại trừ tín hiệu của mỡ, đồng ý chưa? Vậy thì tại sao ta xài cặp chuỗi xung này? Vì mỗi thằng nó có cái ưu thế khác nhau. Chuỗi xung này gồm có hai chuỗi xung, là một chuỗi xung là chuỗi xung 3D và một chuỗi xung là chuỗi xung 2D, được chưa? Vai hoặc là Epirac là chuỗi xung 3D cắt thỏng, cắt mỏng có nghĩa là không bỏ sót tổn thương, phải không? Nhưng ngược lại cắt mỏng cái tín hiệu sao? Ít hay nhiều? Nếu các bạn cắt cái lá cắt mỏng thì tín hiệu cũng ít hay nhiều? Tín hiệu cũng ít, đồng ý không? Vậy thì hình ảnh nó đẹp hay xấu? Là xấu. Cho nên á, hai cái hình này mình kết hợp với nhau, một thằng là cắt mỏng để không bỏ sót tổn thương, còn một thằng á, thì nó xài cái chuỗi xung TNE là chuỗi xung truyền thống để có hình ảnh nó chi tiết và nó rõ ràng. Đó là cái cách người ta sử dụng để mà chích thuốc. Đó, đây. Đây là người ta nói nè, các cách mỏng ít bỏ sót tổn thương.